Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 28. Từ Ngạo Tuyết chỉ cảm thấy Tề Đẳng Nhàn thật đáng kinh tởm, là loại đàn ông vô liêm sỉ mà cô ta chưa từng gặp bao giờ. Nếu cô ta nói như vậy, Tề Đẳng Nhàn có lẽ cũng sẽ thừa nhận, dù sao cũng đã vùng vẫy trong đống bùn từ nhỏ, sao có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tề Đẳng Nhàn là nước bùn loãng, không phải là hoa sen. Quẹ, khụ khụ khụ. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết rất khó coi, cô ta dùng khăn giấy che miệng mình, hận ý dường như có thể băm vằm Tề Đẳng Nhàn thành ngàn vạn mảnh. Bây giờ anh có thể đi chưa? Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi hỏi, cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải chịu nỗi nhục lớn như thế này. Tề Đẳng Nhàn lại đẩy cô ta ra sofa, hắn nói, cô đã quên tôi nói gì rồi sao, cô phải vẫy đuôi lấy lòng tôi. Có lẽ không phải ở trên giường, nhưng trên sofa cũng không tồi. Từ Ngạo Tuyết cười sâu thẳm, yêu cầu của Tề Đẳng Nhàn quả nhiên không ngoài dự kiến của cô ta, đàn ông thì ai mà chẳng suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Cô cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, bởi vì từ lúc bắt đầu tôi đã nói cho cô nghe hậu quả rồi, là tự cô không muốn nghe, cũng không chịu làm theo. Đương nhiên, cô cũng có thể yên tâm, tôi là một người rất biết giữ chữ tín. Huống hồ nếu để tập đoàn Từ Thị đóng cửa, bị tập đoàn Hướng Thị nuốt sạch, vậy thì hậu quả cũng sẽ lớn lắm. Nếu cô bằng lòng gánh vác hậu quả này, đỡ cái nồi này, chưa chắc tôi đã không mềm lòng mà thuận nước đẩy thuyền, giơ cao đánh khẽ. Tề Đẳng Nhàn vừa nói vừa duỗi tay nâng cầm Từ Ngạo Tuyết, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kiêu ngạo này ở cự ly gần. Ánh mắt Từ Ngạo Tuyết vẫn kiên cường và lạnh nhạt như cũ, cho dù sắp gặp phải chuyện mình vừa chán ghét vừa sợ hãi, cô ta vẫn cố gắng hết sức để bình tĩnh. Cô ta muốn duy trì thái độ này của mình từ đầu chí cuối. Tuyệt đối không thể để tên cặn bã Tề Đẳng Nhàn này xem thường mình. Huống hồ lần này cô ta thua, không có nghĩa sau này cô ta vẫn sẽ thua, nếu Triệu gia đã đồng ý với cô ta, vậy thì cô ta vẫn còn cơ hội đông sơn tái khởi. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh, Tề Đẳng Nhàn, anh sẽ không thắng mãi được đâu, anh làm nhục tôi, sẽ chỉ khiến cho tôi căm thù anh hơn, đến lúc đó trả thù cũng sẽ đáng sợ hơn. Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện, mấy lời tuyên ngôn của những kẻ thất bại bất kham. Vào tai hắn đều là thứ vô nghĩa, có thể tự động bỏ qua. Từ Ngạo Tuyết muốn giữ vững thái độ lạnh nhạt và miệt thị của mình, vậy mà tới thời khắc mấu chốt, cô ta vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Cô đã bắt đầu sợ tôi rồi, cô cảm thấy cô có thắng được một người mà cô sợ hãi hay không? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt hỏi. Lúc trước khi đuổi tôi và cha tôi ra khỏi đế đô, Từ gia các người cũng phí không ít sức nhỉ. Nợ nần giữa chúng ta sẽ được tính rõ ràng. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn bắt đầu đánh. Từ Ngạo Tuyết vốn định giữ thái độ lạnh lùng, cảm giác cơ thể như bị xé thành hai nửa kia vẫn khiến cô ta đau đớn không chịu nổi, nước mắt cũng bắt đầu rỏ xuống, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại không hề thương hương tiếc ngọc. Khi trước Tề Đẳng Nhàn khen chân của Từ Ngạo Tuyết rất dài, không đi làm người mẫu chân thì đúng là đáng tiếc. Bây giờ xem ra nó càng dài hơn. Giữa lúc tận cùng đau khỉ, trong đầu Từ Ngạo Tuyết có rất nhiều suy nghĩ. Cô ta hơi hối hận, vì sao nhất định phải lao đầu vào vũng nước đục ở thành phố Trung Hải thị này, hả cớ gì khi trước cô ta lại xem thường Tề Đẳng Nhàn như vậy. Nếu như ngay từ đầu đã coi trọng Tề Đẳng Nhàn, vậy thì cô ta cũng sẽ không thua thảm thế này. Tới thời khắc quyết định, cô ta mới phát hiện ra tên này là một kẻ địch lớn, vậy nên không kịp trở tay, sơ hở quá nhiều. Cho dù bắt tay với Huyết Khô Lân để giết chết Trần Ngư là một âm mưu vẹn cả đôi đường, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là thất bại, hơn nữa còn khiến cô ta và Ngọc Tiểu Long suýt trở mặt thành thù. Nỗi đau đớn mãnh liệt kéo cô ta trở lại hiện thực, sau đó cô ta dùng hết toàn lực để lại dấu vết trên người Tề Đẳng Nhàn bằng móng tay hòng chà đũa. Nhưng cuối cùng móng tay cô ta lại đứt gãy, máu tươi chảy ròng ròng, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng. Chinh phục thân thể Từ Ngạo Tuyết có lẽ rất dễ dàng, nhưng muốn chinh phục linh hồn của cô ta, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Không hổ là hòn ngọc quý trên tay Từ gia đế đô, đúng là đặc biệt thật. Tề Đẳng Nhàn cười nói, hai tay cũng không thành thật. Hai mắt Từ Ngạo Tuyết run rẩy, cô ta lẳng lặng cuộn tròn cơ thể mình, dùng thảm lông bọc lấy thân. Thô bỉ, vô lễ, sơ bẩn, hạ đẳng, Từ Ngạo Tuyết lạnh giọng mắng. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên duỗi tay bóp cổ cô ta, ngoài cười nhưng trong không cười, cô phải nhớ cho kỹ, bây giờ cô không còn là thiên kim của Từ gia nữa đâu. Bây giờ cô chẳng qua cũng chỉ là một đứa thất bại, là quân tốt thí mà Từ gia có thể vứt đi bất cứ lúc nào mà thôi.
Nếu bây giờ vẫn dùng thái độ như vậy để nói chuyện với tôi, vậy thì tôi cũng không ngại khiến cô thảm hại hơn một chút. Tôi nghĩ nếu muốn giữ được tập đoàn Từ Thị và tất cả tài sản, Từ gia sẽ chẳng ra mặt vì cô đâu, có phải không nào? Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết lập tức tái nhợt đi. Cô leo lên đùi Triệu gia, vậy thì cũng vô dụng. Bởi vì, Triệu gia sẽ không so đo vì một người đã chết, huống chi cô mới là lý do khiến Triệu Hằng Vũ bỏ mạng. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh. Lúc này Từ Ngạo Tuyết mới bị hắn mắng cho tỉnh táo, nhận ra tình cảnh hiện tại của mình quả đúng là rất khổ sở. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Cô ta đã không còn là người phụ nữ ở 9 tầng mây, mà là trích tiên đã ngã xuống phần trần, cho dù là phàm phu tục tử nào cũng có thể khinh nhờn cô ta. Trên đời này không thiếu kẻ lưu manh. Quan trọng nhất chính là Ngọc Tiểu Long đã quyết liệt với cô ta không có ai che chở. Tề Đẳng Nhàn nói, mấy ngày sắp tới, ở nhà đợt điện thoại của tôi muốn cô tới lúc nào thì cô phải tới lúc đó, đợi khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ thả cô đi. Từ Ngạo Tuyết im bặt, sau đó trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, xem ra những ngày như vậy sẽ rất dài. Trang điểm chỉnh chu một chút, đừng có như cái xác không hồn, làm mất thể diện của tôi. Tề Đẳng Nhàn nói. Từ Ngạo Tuyết im lặng một hồi lâu rồi mới nói, tại sao anh lại lựa chọn hướng Đông Tinh? Có rất nhiều người ưu tú hơn cô ta, có thể cho anh nhiều lợi lộc hơn. Tề Đẳng Nhàn nói, bởi vì hướng Đông Tinh là một người có tình cảm. Người ngoài đều chỉ biết hướng Đông Tinh máu lạnh vô tình, ôm hũ cho của cha mẹ đi tranh đoạt quyền thừa kế, nhưng Tề Đẳng Nhàn lại nhìn ra vẻ đẹp trong tâm trí cô ta. Làm việc chung với cô ta vĩnh viễn sẽ không phản bội tôi. Nhưng nếu bắt tay với người như cô thì không nói chắc được. Dù sao đến cả Ngọc Tiểu Long cũng đã thất vọng về cô tôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu cười, sau đó trả lời Từ Ngạo Tuyết. Những lời này không khác gì lưỡi dao, khiến cho Từ Ngạo Tuyết cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu. Cô ta tưởng rằng Ngọc Tiểu Long sẽ hiểu lựa chọn của mình, nhưng cô ta đã xem nhẹ lập trường của Ngọc Tiểu Long. Đúng vậy, trên thế giới này không có đúng sai tuyệt đối, chỉ có lập trường khác nhau. Nhưng lập trường của Ngọc Tiểu Long kiên định như vậy, cô có thể dùng âm mưu quỷ kế để thực hiện lý tưởng của mình, nhưng tuyệt không thông đồng với người khác làm bậy, bắt tay với kẻ mà cô khinh thường. Nhiều năm về sau, có phóng viên hỏi vì sao Ngọc Tiểu Long lại thành công như vậy. Ngọc Tiểu Long nói, tôi vốn đã kiên trì như vậy, chẳng qua là vì không muốn nhường thế giới này lại cho những kẻ mà mình khinh bỉ. Cho nên bây giờ cảm giác khó chịu của Tề Đẳng Nhàn đối với Ngọc Tiểu Long cũng vơi đi không ít. Thậm chí còn rất xem trọng cô ta. Còn với Từ Ngạo Tuyết, hắn lại khinh bỉ và coi thường hơn đôi chút. Đương nhiên, chuyện này không ảnh hưởng đến việc hắn muốn chơi đùa với Từ Ngạo Tuyết, bởi vì dù nói như thế nào, Từ Ngạo Tuyết cũng là một cô gái đáng để giữ lại bên mình. Đối với Từ Ngạo Tuyết mà nói, Tề Đẳng Nhàn chắc chắn là một kẻ cặn bã, đáng giận hơn chính là cô ta không thể nào làm cứng trước tên cặn bã này được. Hơn nữa, trước khi mọi chuyện được giải quyết, cô ta vẫn phải dựa vào hắn. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh rơi vào tay tôi sẽ băm anh thành trăm vạn mảnh. Sau khi Tề Đẳng Nhàn bỏ đi, ánh mắt Từ Ngạo Tuyết tràn đầy lửa giận, vẻ mặt càng lúc càng cay nghiệt. Cô ta không phải một cô gái bình thường, chỉ gặp chút khó khăn đã không thể gượng dậy nổi, mà lại càng có thêm ý chí chiến đấu, duy trì sự kiêu ngạo của mình như khi trước. Tề Đẳng Nhàn gọi cho hướng Đông Tinh một cuộc điện thoại. Hắn nói, tạm buông tha cho tập đoàn Từ Thị đi, nếu cứ thầu hết thì chúng ta cũng chẳng được nhiều lợi lộc, ngược lại còn phải chịu phiền phức. Hướng Đông Tinh lại nhàn nhạt đáp, xem ra Từ Ngạo Tuyết đã đi tìm anh. Tề Đẳng Nhàn nói, sao cô lại thông minh như vậy? Hướng Đông Tinh nói, nhất định anh đã để lại cho anh ta ấn tượng khó phai. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy phụ nữ quá thông minh cũng chưa chắc là một chuyện tốt, cứ như Hướng Đông Tinh vậy. Lúc nào cũng có thể phân tích được sự việc một cách cặn kẽ. Chân của cô ta rốt cuộc có hợp làm người mẫu chân không hả? Hướng Đông Tinh lại hỏi. A ha ha, Tề Đẳng Nhàn cười xấu hổ. Hướng Đông Tinh nói, tôi chờ anh ở suối nước nóng Thiên Trì, tìm anh nói chút chuyện, thuận tiện thì chia phần. Tề Đẳng Nhàn tới suối nước nóng Thiên Trì như đã hẹn. Đi vào phòng trong hậu viện, hắn nhìn thấy Hướng Đông Tinh đang ngâm mình trong suối nước nóng uống chút rượu. Trông vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Lúc ngâm mình trong suối nước nóng, cô ta không gài bút chì ra sau đầu, chắc là sợ hơi nước ở đây nhiều, dễ làm mòn cây bút chì quý giá của cô ta. Cô ta mặc bộ áo tắm một mảnh màu trắng,
mái tóc rối bù và tay cầm một chiếc cốc bạc, giống như một người phụ nữ bước ra từ tranh vẽ. Tề Đẳng Nhàn cũng trèo thẳng xuống, tựa vào thành ao, hắn cầm một chén rượu, nói, hướng tổng biết hưởng thụ nhỉ, xem ra sau này tôi phải đến suối nước nóng nhiều hơn mới được. Hướng Đông Tinh đặt ly rượu lên tấm ván gỗ nổi trên mặt nước, cô ta nói, tôi thực sự ngưỡng mộ anh, người phụ nữ như Từ Ngạo Tuyết mà cũng dám động vào. Tề Đẳng Nhàn duỗi cơ và xương trong suối nước nóng, lười biếng nói, cô ta cũng không biết ăn thịt người, vậy tôi sao phải sợ. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, cô ta cũng không thể làm gì được. Hướng Đông Tinh nói, để cô ta tự sinh tự diệt chẳng phải càng tốt hơn sao. Cứ như vậy, anh cũng bớt đi một kẻ địch. Tề Đẳng Nhàn nói, chẳng phải đàn ông đều thương hương tiếc ngọc sao. Huống hồ cô ta vẫn còn liên hệ với Triệu gia, cũng không dễ dàng sụp đổ như vậy đâu. Hướng Đông Tinh im lặng một lát, sau đó mới nói, trong khoảng thời gian này, chiến tích huy hoàng của anh đã truyền giật rộng, tôi đoán rằng sau này anh sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Để lại Từ Ngạo Tuyết không phải một chuyện tốt. Tề Đẳng Nhàn nói, là tốt hay xấu chỉ khi xảy ra mới biết được. Từ Ngạo Tuyết ở đây, có thể kéo được thế lực của Triệu gia, có cô ta ở đây cũng chẳng có gì không tốt. Huống chi, lần này tôi có thể khiến cô ta thất bại thảm hại, chỉ còn hai bàn tay trắng. Những lần sau tôi cũng có thể làm như vậy. Nói xong lời này, hắn nhẹ nhàng nắm tay lại, cảm giác tự tin không gì sánh được. Hướng Đông Tinh hiếu kỳ hỏi, còn Ngọc Tiểu Long kia thì sao? Tề Đẳng Nhàn gật đầu. Hướng Đông Tinh nói như vậy, anh và Ngọc Tiểu Long giờ đứng chung phe rồi à? Tề Đẳng Nhàn nói, quan điểm của tôi và cô ta có vẻ giống nhau, nhưng có vẻ có rất nhiều chuyện chi ly không quyết định như nhau. Cho nên cũng khó mà trở thành bạn bè, uống rượu vui đùa như cô được. Hướng Đông Tinh lạnh mặt nói, tôi cũng chẳng muốn uống rượu với anh là cái loại đê tiện xấu xa, thừa dịp tôi uống say còn thuận tay lấy rượu nhà tôi đi. Tề Đẳng Nhàn lúng túng nói, tôi bảo bác Phúc giúp tôi đóng gói lại mà, bác ấy cũng đâu có từ chối, chuyện này không thể trách tôi được, chỉ có thể trách cô không cất đồ cẩn thận thôi. Hướng Đông Tinh giơ tay dọa đấm hắn. Tề Đẳng Nhàn lại là nhẹ nhàng nắm cổ tay cô ta. Hướng Đông Tinh trừng mắt nhìn hắn. Hướng Tổng có thể khiến vô số gã đàn ông cúi đầu xưng thần lại chẳng thế khiến cho Tề Đẳng Nhàn kính sợ. Hướng Đông Tinh thả tay xuống, thầm thở dài, cảm thấy bác Phúc thật hồ đồ. Nếu bác ấy có thể nghe lời Tề Đẳng Nhàn mà gói rượu lại cho hắn mang đi, vậy thì chẳng khác nào coi Tề Đẳng Nhàn như người một nhà. Bác Phúc à, sao bác có thể coi loại người lưu manh này là người một nhà cơ chứ? Đây là dẫn sói vào nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chẳng bao lâu đã hết một bình rượu, Hướng Đông Tinh bảo người phục vụ lấy thêm một bình khác. Hai người vừa tắm suối nước nóng vừa nói chuyện tương lai, bất chi bất giác, hai người đã trở thành chiến hữu thân mật cùng một chiến tuyến. Đừng uống, rượu có độc, Tề Đẳng Nhàn nếm được một hớp rượu, bỗng nhiên duỗi tay ngăn Hướng Đông Tinh lại, thấp giọng nói. Sắc mặt Hướng Đông Tinh tức khắc thay đổi, cô ta nói, anh sao rồi? Cần tới bệnh viện rửa ruột không vậy? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không sao đâu, cơ thể tôi có kháng thể mạnh mẽ, chút độc này không làm gì được tôi đâu. Nói xong lời này, Hướng Đông Tinh nghe thấy trong bụng hắn có tiếng cóc kêu, và bụng hắn trướng lên. Ngay sau đó, Tề Đẳng Nhàn há miệng, phun ra một đống rượu. Là ai hạ độc vào rượu? Ánh mắt Hướng Đông Tinh rét run. Muốn tra rõ việc này. Không cần phải truy cứu, nhất định tra không ra, người muốn chúng ta chết nhiều như vậy, có ma mới tra ra được là ai. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nếu là người thường uống phải rượu độc như vậy, hơn phân nửa là sẽ chết tươi. Nhưng sau khi hắn uống, phun rượu ra ngoài, hình như chẳng có mệnh hệ gì. Hướng Đông Tinh nhìn Tề Đẳng Nhàn, bán tín bán nghi, cả kinh hỏi, anh thật sự không có việc gì sao? Tề Đẳng Nhàn nói, đối với những người luyện võ như chúng tôi mà nói, nội tạng của chúng tôi cứng như cái lò, vừa vào bụng là có thể phát hiện ra chất độc, cho dù hấp thụ một chút cũng có thể nhanh chóng đào thải ra ngoài mà không gây hại gì. Hướng Đông Tinh âm thầm líu lưỡi, đến cả độc cũng không giết được sao? Thật là trâu bò. Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa cô về nhà, tránh cho cô gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Tề Đẳng Nhàn nói. Hướng Đông Tinh gật đầu. Cũng biết đây là giai đoạn vô cùng nhạy cảm, nên cẩn thận thì hơn. A Phúc nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn tự mình đưa Hướng Đông Tinh về nhà, vẻ mặt tươi cười hớn hở,
ông nói, đêm nay Tề Tổng cũng nghỉ tạm ở đây sao? Để tôi đi chuẩn bị giường đệm cho cậu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không không không, tôi chỉ đưa Hướng Tổng về mà thôi. Nếu tôi ở lại đây, e rằng Hướng Tổng cả đêm ngủ không ngon, sẽ lo lắng cho hầm rượu của mình. A Phúc nghe được thì buồn cười, thầm thì với hắn, lần sau cậu lại đến tìm tiểu thư uống rượu, làm cô chủ vui vẻ một chút, tôi cũng có thể giúp cậu đóng gói thêm. Hai mắt Tề Đẳng Nhàn sáng rực lên, hắn nói, vậy một lời đã định. A Phúc cười tươi rói, bạn bè của Hướng Đông Tinh thật sự quá ít, ông ta không quan tâm chuyện của Tề Đẳng Nhàn và cô chủ rốt cuộc ra sao, chỉ cần hai người có thể có quan hệ không tồi, ông ra đã rất vui vẻ rồi. Hay năm nay Tề Tổng tới đây ăn tế với chúng tôi nhé? A Phúc hỏi. Ồ, có lẽ là không được, lần sau đi, Tề Đẳng Nhàn nói. A Phúc nghe xong cũng chỉ biết thở dài, không bao lâu nữa sẽ đến Tết, ông ta muốn căn nhà này đông người hơn. Vậy ít nhất cũng có thể khiến Hướng Đông Tinh vui vẻ. Mỗi dịp Tết đến, Hướng Đông Tinh đều cảm thấy tinh thần sa sút và khó chịu vô cùng. Sáng sớm hôm nay, Dương Quan Quan đang trên đường tới công viên Sâm Hải, lại trùng hợp gặp được Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng cũng mặc đồ thể dục, cô ta đang chạy bộ, hơi thở ổn định, nện bước mạnh mẽ, trông rất có tinh thần. Mộng Mộng, cậu lại tới tập thể dục buổi sáng à? Cậu kiên trì quá đi. Dương Quan Quan nhìn thấy Kiều Thu Mộng thì khá kinh ngạc. Đúng vậy, chào buổi sáng nhé Quan Quan, cậu vẫn còn đi theo Tề Đẳng Nhàn luyện công à? Kiều Thu Mộng nhìn thấy Dương Quan Quan cũng là sửng sốt, cười chào. Hai người đều không hẹn mà cùng dừng bước, vừa đi vừa nói chuyện. Dương Quan Quan kể cho Kiều Thu Mộng rằng mình đã luyện công rất vất vả, bây giờ cứ tan ca là lại bị Tề Đẳng Nhàn bắt đi luyện thêm, quả thực đau đớn muốn chết. Kiều Thu Mộng thoáng nhìn ngón tay bị thương của Dương Quan Quan, cũng không khỏi líu lưỡi, trong lòng khá khâm phục cô ta, vất vả như vậy mà vẫn có thể tiếp tục kiên trì, có vẻ không dễ dàng đâu. Kiều Thu Mộng ngẫm lại chuyện của mình, không phải cũng rất khó khăn sao? Mỗi ngày phải dậy lúc rạng sáng 4 giờ, lần nào cũng khiến cho bản thân mình mệt chết khiếp. Sau đó, cô ta đã đi làm rất nhiều, còn muốn rút ra chút thời gian tới học tập đủ loại kỹ năng. Nếu không phải cha mẹ chăm sóc tốt, e rằng cô ta đã mệt tới mức đột tử rồi. Cố lên đi, chờ thêm hai ngày nữa bọn mình đi dạo phố với nhau, cứ thả lỏng đi thôi. Kiều Thu Mộng mỉm cười nói với Dương Quan Quan. Được, Dương Quan Quan vui vẻ đồng ý ngay, tại một ngã ba đường, hai người tách nhau ra. Dương Quan Quan nghĩ bụng, mình phải nỗ lực hơn nữa mới được, Mộng Mộng đi tập thể dục buổi sáng sớm như vậy, kiên trì lâu như vậy, mình cũng không được từ bỏ. Tới công viên Sâm Hải, Hoàng Sung còn chưa tới, cô ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang luyện công, trong tay ôm một quả cầu, đứng mã bộ đặt quả cầu ở trên tay, không ngừng xoa nắn. Cầm đi, Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên quay đầu lại, ném quả cầu về phía này. Dương Quan Quan thấy quả cầu này có vẻ rất nhẹ, nhưng lại nghe được tiếng gió vun vút, liền biết trọng lượng nhất định không nhẹ, sắc mặt biến hóa, cuống quýt vận đủ sức lực, đứng thế mã bộ để đón lấy. Cầu vừa rơi vào tay, cô ta bắt đầu lắp bắp kinh hãi, trọng lượng này gần như đang kéo cô ta ngã rạp ra mặt đất. Cái này được làm bằng gì vậy, sao lại nặng như vậy? Dương Quan Quan nâng quả cầu, cố hết sức hỏi. Quả cầu này e là phải nặng khoảng 70 cân có lẽ. Đồng thời, cô ta cũng thầm kinh ngạc vì thể lực của mình tăng nhanh như vậy, vậy mà có thể nâng một quả cầu nặng 70 cân. Tề Đẳng Nhàn nói, chỉ thủy ngân, cho nên cực kỳ nặng, hơn nữa lúc ẩn lúc hiện. Không dễ khống chế. Mấy ngày nữa tôi sẽ dạy cô chơi với nó. Dương Quan Quan lạnh cả lòng, cô ta không muốn chơi cái này, muốn làm giống Tề Đẳng Nhàn khi nãy được vài phút, vậy chắc mấy ngày trời cô ta cũng chẳng rời giường nổi mất. Một nay cô ôm cái này để đứng tấn, Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt ra lệnh. Dương Quan Quan chỉ biết cười khổ, nhưng cũng cùng cô ta vẫn đồng ý, ôm quả cầu lớn mà đứng mã bộ. Đứng tấn được khoảng 2 phút, Hoàng Sung cũng tới nơi. Sau đó nghe theo sự chỉ dẫn của Tề Đẳng Nhàn, tiến vào trạng thái luyện công. Sau khi tập mã bộ, lại đến dạy ngũ hành quyền, Tề Đẳng Nhàn chỉ cho hai người cách đánh cọc, sau đó là góc độ và lực độ ra quyền. Trải qua hai tiếng luyện võ, trời cũng đã tờ mờ sáng. Hôm nay dừng ở đây thôi, Dương Quan Quan, biểu chiều lúc tan tầm cô tới tìm tôi. Tề Đẳng Nhàn nói. Hoàng Sung ngước mặt nói, sư phụ, đến bao giờ tôi mới được luyện thêm?
Tề Đẳng Nhàn nói, cậu phải áp dụng được tham thể tự và hình ý quyền thành thạo mới có thể luyện thêm, ngộ tính của cậu quá kém, tôi chỉ muốn để cậu cuốn gói khỏi đây thôi. Hoàng Sung không dám rông dài, liền miệng nói mình sẽ cố gắng luyện tập, không để Tề Đẳng Nhàn mất mặt gì đó. Tề Đẳng Nhàn mời Hoàng Sung và Dương Quan Quan dùng bữa sáng ở cửa hàng bánh bao nhỏ, bánh bao của cửa hàng này rất được, vỏ mềm xốp, bên trong thịt nhiều nước nhiều, vừa mới cắn một miếng đã ngập cả miệng. Này, mấy người mau nhường đường một chút đi. Ba người đang ăn bánh bao với nhau, mấy tên du côn miệng đầy mùi rượu tên đi tới, có lẽ bọn họ đã uống rượu suốt đêm. Tề Đẳng Nhàn hề dao động, vẫn cúi đầu ăn bánh bao như cũ, nói với hai người còn lại, nhiều luyện thì phải ăn nhiều hơn, không ăn thì không có sức lực đâu mà luyện võ. Dương Quan Quan và Hoàng Sung hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tự xưng là một người có chút ít địa vị trong xã hội, đương nhiên không cần phải để ý mấy tên đầu đường xó chợ. Cũng thản nhiên cùi đầu lo ăn phần của mình. Ha ha, mấy anh trai này, tôi dọn cho các anh một cái bàn khác là được rồi, đừng cướp chỗ của người khác như vậy chứ. Lúc này, ông chủ cửa hàng bánh bao cười ha ha chạy tới, cố gắng giảng hòa và tiếp đón bọn họ. Chúng tôi cứ muốn cái bàn này đấy, có vấn đề gì không? Một tên lưu manh mở miệng quát lớn. Tề Đẳng Nhàn nói với Dương Quan Quan, có dám động thủ hay không? Sắc mặt Dương Quan Quan trắng nhợt. Cảm thấy hơi lúng túng. Tề Đẳng Nhàn trợn tròn hai mắt, hắn nói, có tin ông đây thưởng cho cô một suất liên hoàn roi hay không, sao lại không có tiền đồ như vậy hả? Dương Quan Quan cắn chặt răng, lấy hết can đảm, cô ta đứng phắt dậy, mở miệng nói với đám người lưu manh đang gây hấn, các người muốn ăn, thì cút ra chỗ khác mà ăn, đừng có quấy rầy chúng tôi. Ồ, em gái này xinh xắn thật chứ, cũng cá tính ra phết nhỉ. Sao lại nói chuyện với đàn ông kiểu này hả? Một tên lưu manh bước tới, giơ bàn tay thô ráp xù xì ra vuốt mà Dương Quan Quan. Dương Quan Quan hạ thấp trọng tâm cơ thể, đứng tấn bằng thế mã bộ đã luyện tập từ lâu, cảm giác sợ hãi khi nãy lập tức biến mất hơn phân nửa. Cô ta nhìn cánh tay vươn ra định chạm vào mình, chỉ cảm thấy động tác của đối phương rất chậm, vì thế, cánh tay phải của cô ta nhấc lên cao, hóa thành đà hình, động tác dứt khoát bổ thẳng xuống, nắm lấy cánh tay tên côn đồ kia. Đối phương không kịp phản ứng lại đây cột sống, Dương Quan Quan run lên, giơ tay rồi uốn vài cái. Răng rắc, một tiếng giòn vang, tên lưu manh kia lập tức hét thảm, ôm cánh tay ngã lăn quay ra đất, tập trung nhìn cho kỹ, toàn bộ cánh tay gã đã bị vặn ngược lại so với khung xương bình thường, trông trắng khác gì bánh quy vòng. Hoàng Sung nói, đây là cá sấu cắt đuôi sao? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, chiều cá sấu cắt đuôi này của hắn có thể vặt cả hai cánh tay người ta xuống. Nhưng Dương Quan Quan hiển nhiên có công lực cao như vậy, dù sao cũng mới luyện công chưa được bao lâu. Mấy tên lưu manh khác trông thấy cảnh này đều không khỏi giận dữ, sôi nổi tiến tới vây đánh. Dương Quan Quan thấy nhiều người lên cùng lúc, không khỏi có chút hoảng loạn, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Chỉ thấy Tề Đẳng Nhàn tỏ vẻ rất không kiên nhẫn, trong lòng cô ta lại càng căng thẳng và lo lắng hơn. Mắt thấy một quyền đánh tới mũi mình. Dương Quan Quan theo bản năng tiến lên một bước, tay phải hóa thành chảo hổ chộp xuống, nắm chặt nắm đấm của đối phương, không để kẻ đó có cơ hội thoát thân. Ngay sau đó, một nắm đấm khác từ phía bên kia đánh tới, cô ta lập tức dùng tay trái che mặt, giơ cùi chỏ lên, vừa đỡ nắm đấm vừa tung ra một đòn hổ ôm đầu đánh thẳng vào cằm tên khốn trước mặt. Dương Quan Quan cũng là người có chút sức lực, cú va chạm trực tiếp khiến cơ thể của tên lưu manh kia văng khỏi mặt đất nửa mét. Hàm của hắn bị gãy, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi hạ gục liên tiếp hai người, sự tự tin của Dương Quan Quan tăng lên rất nhiều, và nỗi sợ hãi trong lòng cô ta đã bị quét sạch. Đối mặt với đòn tấn công gọng kìm của hai người cuối cùng, cô ta lập tức né tránh bằng chiêu khỉ nhảy cành, bật xa hơn một mét, khoảnh khắc nhảy lên, sống lưng cô ta rung lên, lao về phía trước như ngựa phi nước đại. Do khoảng cách quá xa, cộng thêm việc Dương Quan Quan còn thiếu kinh nghiệm thực chiến nên đã ra tay trước, khiến cho tên côn đồ bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng, lập tức giơ tay lên bảo vệ vòng ngực của mình. Khuỷu tay Dương Quan Quan trực tiếp xiên thẳng vào hai cánh tay của tên lưu manh, đâm cho đối phương lảo đảo đi cũng chẳng vững. Trong đầu cô ta chợt lóe lên một luồng cảm hứng, cánh tay buông lỏng, giống như một chiếc roi mềm, vụt một cái ra ngoài, dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào đúng quần của tên khốn nạn. Tên lưu manh nọ bị Dương Quan Quan đánh vào hạ bộ, hét thảm một tiếng, trực tiếp kẹp chân lại, che háng rồi ngã thẳng ra đất.
Tên con đồ cuối cùng trông thấy Dương Quan Quan đáng sợ như vậy thì cũng không tránh được hoảng sợ, gã túm băng ghế để ở bên cạnh, ném mạnh vào đầu cô ta. Dương Quan Quan hít sâu một hơi, sải bước về phía trước, giơ tay chém về phía tên nọ. Chiếc ghế rơi xuống bị cú đấm của cô ta đập nát, nắm đấm giáng mạnh vào trán tên lưu manh, tạo ra một âm thanh rất lớn, khiến tên khốn đó ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Giải quyết xong những người này, Dương Quan Quan có chút sững sờ. Lúc này tim cô ta đập nhanh hơn, mặt đỏ bừng, adrenaline tiết ra nhanh chóng. Khi đánh đám người đó, trong đầu cô ta không có quá nhiều suy nghĩ, các loại hành động đều được vận dụng từ trong tiềm thức. Giờ phút này phục hồi tinh thần lại, cô ta mới phát hiện, đám người kia đều đã nằm xuống. Không tồi không tồi, Tề Đẳng Nhàn vỗ tay nói. Lợi hại lợi hại, Hoàng Sung cũng vỗ tay liên tục. Đối với một lính đặc chủng từng thân kinh bách chiến như Hoàng Sung, hạ mấy tên côn đồ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng trước khi theo Tề Đẳng Nhàn luyện võ, Dương Quan Quan chỉ là một cô gái trói gà không chặt, bây giờ đã có thể hạ gục mấy gã lưu manh. Những người ăn sáng xung quanh cũng sững sờ, không thể tin được một cô gái thanh tú lại sở hữu thân thủ lợi hại như vậy. Có một đám côn đồ say khướt tụ tập, một người bình thường có lẽ không đối phó được nhưng Dương Quan Quan lại giải quyết rất dễ dàng. Dương Quan Quan không khỏi kinh ngạc, tôi đã lợi hại như vậy rồi sao? Mặc dù cô ta cảm thấy tay mình có chút đau sau khi tung phách quyền đấm nát băng ghế vừa rồi. Nhưng trong lòng cô ta vẫn rất hưng phấn, chút đau đớn này tất nhiên không là gì cả. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, đó là tất nhiên, cho nên sau này phải tự tin lên một chút, kiên cường lên một chút, đừng để người ta coi là quả hồng mềm mà bắt nạt. Dương Quan Quan gật đầu lia lịa, cảm thấy rất vui vẻ vì sức mạnh mà mình vừa có, quả nhiên, luyện võ có thể đem tới lòng can đảm. Các người làm gì vậy hả? Dám ẩu đả trên đường, trong mắt có còn vương pháp hay không? Ngay vào lúc này, mấy người bảo vệ của công viên này xuất hiện, cao giọng quát bọn họ. Thưa ngài, đây không phải là lỗi của tôi, là bọn họ khiêu khích tôi trước, cho nên tôi mới động tay động chân. Dương Quan Quan vô tội xua hai tay, lo lắng giải thích. Bảo vệ của công viên khẽ nhướng mày, lạnh giọng nói, bọn họ khiêu khích cô thì cô được quyền đánh bọn họ à? Một tên lưu manh trên mặt đất la ó, anh rể ơi, con đàn bà này tàn nhẫn quá, chúng em đã kịp làm gì đâu, vậy mà nó đã ra tay đánh bọn em, anh nhất định phải bắt con nhãi này lại nhé. Dương Quan Quan vừa nghe đã hiểu ra ngay, hóa ra tên bảo vệ của công viên này có quen biết với đám lưu manh đã bị cô ta đánh gục, thậm chí còn có quan hệ họ hàng thân thích. Cái đồ vô dụng nhà mày, bảo mày bình thường ít ra ngoài lêu lổng với đám bạn trời đánh đi, bây giờ đến cả đàn bà con gái cũng không đối phó được, có mặt mũi nói chuyện ở đây à? Tên bảo vệ dẫn đầu giận tím mặt, đã một phát vào người tên lưu manh kia. Giáo huấn em vợ của mình xong xuôi, gã ta ngẩng đầu lên, nói với cấp dưới của mình, giải cả đám bọn họ ra chỗ bốt an ninh đi. Dương Quan Quan thấp giọng nói, thưa ngài, ngài có hiểu lầm gì chúng tôi không? Tên bảo vệ công viên lạnh lùng nói, cô dám nghi ngờ tôi à? Cô đánh người giữa đường, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho xã hội, cô cảm thấy bản thân mình làm đúng rồi chắc? Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu, mở miệng nói, là bọn họ khiêu khích trước, chúng tôi chẳng qua là xuất phát từ sự tự vệ mà thôi. Hơn nữa, chúng tôi còn bận việc, anh đừng có làm bừa nữa. Tôi làm bừa á? Cậu nói chuyện thì chú ý một chút. Tôi làm vậy là chấp pháp theo lẽ công bằng. Lập tức đưa hai tay ra sau đầu, ngồi xổm xuống cho tôi, theo chúng tôi về sở cảnh sát điều tra. Tên bảo vệ công viên tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy ba người ngồi ở quán ven đường ăn bánh bao, vừa nhìn đã biết chẳng có ô dù gì, cũng không sợ đắc tội. Huống chi em vợ của gã ta đã bị đánh cho tàn tạ như vậy, thế nào cũng phải lột da bọn họ ra được, bằng không sau này còn ai nghe lời gã nữa. Tề Đẳng Nhàn cười nói, anh không chọc vào tôi được đâu, anh chắc chắn mình muốn làm như vậy sao? Cậu là cái thá gì? Có tư cách gì mà nói chuyện với tôi như vậy? Mau làm theo lời tôi nói, nếu không chính là cản trở người thi hành công vụ đó. Gã bảo vệ lạnh giọng nói. Tề Đẳng Nhàn còn chưa nói lời nào. Ven đường đã xuất hiện một chiếc xe Jeep, cửa sổ xe dần hạ xuống. Chiếc xe này là của chiến bộ. Xe dừng lại ở một quán nước ven đường, một nữ sĩ quan anh dũng từ trong xe nhảy xuống. Sau khi vị sĩ quan này xuống xe, cô ta đi thẳng đến chỗ Tề Đẳng Nhàn. Khi đứng trước mặt Tề Đẳng Nhàn, cô ta đột ngột dừng lại, giơ tay chào theo quân quy.
Tề chuẩn tướng, tôi làm theo mệnh lệnh đến đây đón anh. Nữ giáo quan thấp giọng nói. Tên bảo vệ công viên vừa nãy còn nói chuyện rất ngạo mạn, khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng tái nhợt đi. Đối phương vậy mà lại là người của chiến bộ, hơn nữa còn là một chuẩn tướng, vậy khi nãy gã đã gây ra chuyện gì vậy hả? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nhíu mày hỏi, có chuyện gì sao? Nữ sĩ quan duỗi tay đưa ra một phong thư. Tề Đẳng Nhàn tiện tay nhận lấy, hắn nói, mỗi cái này thôi à? Nữ giáo quan nói, sau khi tề chuẩn tướng xem xong, mời lập tức phản hồi lại cho tôi, để tôi báo lại với cấp trên. Tề Đẳng Nhàn mở ra nhìn, sau đó tỏ vẻ khó chịu mà bĩu môi, nói chuyện này tôi lười lắm. Nữ sĩ quan vô cùng sửng sốt, cô ta nói, tôi nên trả lời như vậy ạ. Cô cứ nói là tôi từ chối, vậy là ổn mà. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, nhàn nhạt đáp. Nữ sĩ quan cười khổ một tiếng, đáp lại, đã rõ. Nói xong lời này, nữ sĩ quan lập tức lên xe rời đi. Tề Đẳng Nhàn quay đều nhìn mấy tên cảnh sát tuần tra còn đang ngẩn tò te, hắn hỏi, còn muốn đưa chúng tôi tới sở cảnh sát nữa không? Nếu không thì chúng tôi xin phép đi đây nhé. Không cần không cần, là đám người kia khiêu khích trước, đều là bọn họ sai, lát nữa tôi sẽ xử lý bọn họ. Cảnh sát tuần tra vội vàng đồng ý. Tề Đẳng Nhàn khẽ cười, thanh toán tiền cho Dương Quan Quan, sau đó nghênh ngang rời đi. Sau khi ba người rời đi, tên cảnh sát điều tra lại đá vào bụng em vợ mình, tức giận nói, mắt chó của mày để đâu mà lại chọc vào người như vậy hả? Mày sướng quá không chịu được à? Cũng may đám người Tề Đẳng Nhàn không truy cứu, điều này khiến gã ta thở phào nhẹ nhõm, nếu không, chuyện này quả đúng là tai họa lớn đổ lên đầu gã. Đi trên đường, Hoàng Sung dè dặt hỏi, sư phụ, vừa nãy nữ sĩ quan kia thật là xinh mà, không xin số điện thoại sao? Cậu ta vừa nói đến đây đã cảm thấy bị ai đá vào mông, quay đầu lại liền trông thấy là Dương Quan Quan, chỉ có thể nhẫn nhịn. Người phụ nữ này rất có khả năng sẽ trở thành sư nương tương lai của cậu ta, nếu bây giờ khiêu khích cô ta, vậy thì trong tương lai, cậu ta sẽ có một cuộc sống không được bình yên. Cậu muốn hỏi chuyện gì cơ? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. À, ha ha ha, Hoàng Sung xấu hổ gượng cười. Kỳ thật Dương Quan Quan cũng rất tò mò. Nhưng Tề Đẳng Nhàn không nói, cô ta cũng không tiện hỏi. Tề Đẳng Nhàn nói, chiến bộ nói tôi đi đảm nhiệm chức vụ đà chủ phân đã ma đô của Long Môn. Hắn những lời này vừa thốt ra, hai người kia đã kinh hồn táng đảm. Đà chủ của Long Môn, đây chính là biểu tượng của quyền thế độc nhất vô nhị, hơn nữa, lại còn là thành phố lớn như ma đô. Chuyện tốt như vậy mà Tề Đẳng Nhàn từ chối thản nhiên, không cần suy nghĩ gì sao. Chẳng trách sau khi Tề Đẳng Nhàn cự tuyệt, vị nữ sĩ quan kia có vẻ không thể tưởng tượng nổi, hóa ra là từ chối một miếng bánh từ trên trời rơi xuống à. Chức vị đà chủ của Long Môn này đem lại quyền lực rất lớn mà, Tề Tổng, sao anh lại từ chối? Dương Quan Quan tỏ vẻ khó hiểu, cô ta cho rằng Tề Đẳng Nhàn hẳn là nên đồng ý, dù sao ma đô cũng là một nơi đáng để vẫy vùng. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, hắn nói, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi lười. Sợ phiền toái. Dương Quan Quan và Hoàng Sung đều cảm thấy như sắp phun ra một búng máu, đây là lời mà loài người nên nói à. Không biết bao nhiêu người sứt đầu mẻ chán vì muốn gia nhập Long Môn, vậy mà hắn lại từ chối bằng một lý do tùy tiện như vậy, quan chức ở chiến bộ nghe vậy chắc tức chết mất. Được rồi, đều ngoan ngoãn đi làm cho tôi, chuyện của tôi không cần hai người nhọc lòng. Tề Đẳng Nhàn nói, tới khi Dương Quan Quan và Hoàng Sung rời đi. Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Phó Phong Vân. Phó Phong Vân đi thẳng vào vấn đề, cậu làm vậy khiến cho tôi rất mất mặt. Tề Đẳng Nhàn nói, Phó Lão, tôi cũng không phải người ma đô, ở Trung Hải rất dễ chịu, sao phải chạy tới nơi xa xôi làm khổ sai cơ chứ? Phó Phong Vân nói, cậu đánh chết đà chủ Long Môn phân đà ma đô Văn Dũng Phu rồi, phải có trách nhiệm bù đắp. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không hề đánh chết ông ta có được không hả? Tôi chỉ chặt đứt một cánh tay của ông ta mà thôi, cái chết của ông ta chẳng liên quan gì đến tôi. Phó Phong Vân nói, mặc kệ có phải cậu đánh chết ông ta hay không, bây giờ mọi người đều nghĩ hung thủ là cậu. Tề Đẳng Nhàn lập tức ngắt điện thoại, rất ghét nhiều lời. Phó Phong Vân sửng sốt nửa ngày, lúc này mới nổi trận lôi đình, tức giận mắng, nhãi danh, dám ngắt điện thoại của ông đây, đúng thật là chán sống rồi. Chút giận xong. Ông ấy lại bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, không có cách nào,
người có bản lĩnh đều hay trái tính trái nết. Ông ấy gửi một tin nhắn cho Tề Đảng Nhàn, hội trưởng Tổng hội Long Môn đã lên tiếng, nói rằng cậu nhất định phải đảm nhiệm vị trí này, nếu không ông ta sẽ tự mình đến Trung Hải tìm cậu. Ông ta là cái thá gì? Tề Đảng Nhàn trả lời một câu cụt lùn. Phó Phong Vân cũng chỉ biết cạn lời, tên nhãi này đúng là thích tự làm theo ý mình, hay là cảm thấy sau khi thắng được trận thương chiến kia thì có thể tự cao tự đại. Hội trưởng Tổng hội Long Môn cũng không buồn để vào mắt. Hai tiếng đồng hồ sau, Phó Phong Vân mới lại gọi điện thoại cho Tề Đảng Nhàn. Tôi đang bận, nếu như ông tiếp tục nói chuyện Long Môn, tôi sẽ ngắt máy ngay. Tề Đảng Nhàn nói, tôi không nói chuyện này, tôi nói chuyện khác kìa. Chiến bộ nhận được tin tình báo, nói rằng Huyết Khô Lâu sắp ra tay với Hoàng Văn Lãng. Phó Phong Vân thấp giọng nói. Tề Đảng Nhàn nhún vai, đáp, Phó Lão ông yên tâm, chuyện này tôi sẽ làm thật tốt. Phó Phong Vân nhíu mày, cậu đang làm gì vậy? Mấy chuyện bậy bạ à? Tề Đảng Nhàn nói, đúng như lời ông nói đó, tôi đang làm việc. Nói xong lời này, Tề Đảng Nhàn chủ động ngắt máy. Tề Đảng Nhàn đang ôm em từ Ngạo Tuyết, đánh nốt đòn cuối cùng. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nếu không phải tôi tới đúng lúc, bây giờ cô đã chết rồi. Hai tên sát thủ nằm ngoài cửa, giết người trả 100 lần cũng chẳng nhiều. Thấy Từ Ngạo Tuyết sụi lơ như bùn đang nhìn mình bằng ánh mắt, Tề Đảng Nhàn chỉ nhàn nhạt nói. Tôi cứu cô một mạng, thu chút lợi tức, vậy quá đáng lắm sao? Cô cũng biết đấy, có rất nhiều người muốn đòi mạng cô, tôi thì tốt tính, chỉ cần cơ thể cô thôi. Cho nên như vậy cùng chẳng quá đáng. Đồ vô liêm sỉ. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh một tiếng, cuộn khăn lông lại, bao bọc thân thể của mình, lẳng lặng xử lý dấu vết. Hôm nay ngoan ngoãn theo tôi ra ngoài đi dạo, nhân tiện mua cho cô chút đồ, để cô trang điểm cho bản thân lộng lẫy một chút. Nhìn đi, thật sự khiến tôi cảm thấy rất mất mặt. Có phải lâu rồi cô không dùng mỹ phẩm dưỡng da không? Tề Đảng Nhàn ngồi vắt chéo chân trên sofa chờ Từ Ngạo Tuyết ra ngoài, vừa mở miệng đã châm chọc mỉa mai. Từ Ngạo Tuyết cả giận nói, họ Tề kia, anh đừng có quá đáng. Tề Đảng Nhàn cười nói, tôi còn có thể làm ra chuyện quá đáng hơn nữa kìa, ví dụ như mệnh lệnh tiếp theo của tôi, sẽ là khiến cho tập đoàn Từ Thị phá sản. Cô mau nghĩ mà xem, nếu tai vạ này rơi xuống đầu cô, liệu Triệu gia còn bằng lòng giúp cô hay không? Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết mím chặt. Không phải tất cả mọi người đều muốn lấy mạng cô ta, mà là vì bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để cháy nhà hôi của. Nếu như tập đoàn Từ Thị bị Tề Đảng Nhàn làm cho phá sản, vậy thì hy vọng của bọn họ sẽ tan biến ngay, mọi người vô cùng tức giận, chỉ e Triệu gia chưa chắc đã ra mặt vì cô ta. Anh làm ra chuyện ghê tởm như vậy với tôi rồi, có còn biết xấu hổ nữa hay không? Từ Ngạo Tuyết cả giận nói. Đúng vậy, tôi không biết xấu hổ, cho nên sau khi lừa được cô làm ấm giường cho tôi xong, tôi mới cho tập đoàn nhà cô đóng cửa, như vậy không đúng sao? Tề Đảng Nhàn buông tay cười hỏi. Từ trong miệng Từ Ngạo Tuyết phát ra một tiếng răng rắc giòn tan, sau đó từ khóe miệng chảy ra một tia máu, hiển nhiên đã cắn bị gãy cả răng. Tề Đảng Nhàn cười nhạo, cô mong chờ gì ở một thằng cai ngục chui giúp ngục lặn ở đáy xã hội bấy lâu này chứ hả? Dù sao tôi cùng lớn lên trong vũng lầy mà. Từ Ngạo Tuyết hít một hơi thật sâu, cô ta nói, được rồi, anh đừng có nói nữa. Anh muốn làm gì với tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ làm theo hết. Tề Đảng Nhàn vừa lòng đứng dậy, hắn nói, đi, theo tôi với câu lạc bộ đêm vui vẻ một chút đã. Tề Đảng Nhàn muốn đưa Từ Ngạo Tuyết ra ngoài khoe khoang một chút, không chỉ vì muốn khoe chiến tích vẻ vang của mình, mà còn muốn để các thế lực ở đế đô nhìn cho rõ. Đó không phải Từ Tổng sao, mấy tháng trước còn nổi bật vô cùng, bây giờ lại chỉ là chó nhà có tang. Đúng vậy, chênh lệch quá lớn, từ thiên kim của Từ gian đế đô, biến thành con phượng hoàng rụng lông. Làm người ta tiếc nuối. Người đi bên cạnh Từ Ngạo Tuyết Tề Tổng, đừng nói chuyện lung tung. Thì ra đó chính là Tề Tổng, nếu vậy thì xem ra Từ Ngạo Tuyết đã bị anh ta chinh phục rồi sao? Tôi thấy nhất định là như vậy, Từ Ngạo Tuyết đã thua toàn tập, tới cả nợ cũng chẳng thể trả được nữa, chỉ có thể dựa vào Tề Tổng để kiếm một đường sống. Khi Tề Đảng Nhàn và Từ Ngạo Tuyết xuất hiện ở câu lạc bộ đêm, không ít người của tầng lớp thượng lưu đều nhìn thấy hai người. Lập tức sôi nổi bàn tán. Từ Ngạo Tuyết loáng thoáng nghe được đôi câu, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng cô ta cũng hiểu rõ, điều này là khó tránh khỏi. Mấy ngày khi cô ra trở lại đế đô,
mấy lời bẩn thỉu này cũng không thiếu, chẳng qua khi đó mọi người chưa dám nói toẹt ra như vậy. Từ Ngạo Tuyết bây giờ là Phượng Hoàng dụng lông không bằng hà, cũng không biết Tề Tổng sẽ chơi cô ta được bao lâu, đến lúc đó chúng ta cũng có thể chơi cùng. Một người đàn ông vuốt cằm cười đều, đứng từ trên lầu nhìn thân hình tuyệt diễm của Từ Ngạo Tuyết. Những lời này đã vô tình tới tai Tề Đẳng Nhàn, hắn bước tới, nhìn người đàn ông này. Tên đàn ông kia vừa mở miệng đã nịnh hót, Tề Tổng, chúc mừng anh nhé. Tề Đẳng Nhàn nhìn gã ta bằng vẻ mặt vô cảm, hắn nói, hành động bỏ đá xuống giếng vốn đã hèn hạ, lại còn là với một cô gái, huống chi bây giờ cô ta là người của tôi, cậu nói xem. Đối phương sợ hãi cúi gằm mặt, vội vàng nói, Tề Tổng nói đúng, tôi sai rồi ạ. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười duỗi tay vỗ gò má gã ta, sau đó nói, các người tốt là đừng nên nghĩ như vậy, cũng đừng có chửi bới sau lưng người ta. Mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Từ Ngạo Tuyết nở nụ cười tự giễu, rõ ràng cô ta càng thê thảm, Tề Đẳng Nhàn sẽ càng vui vẻ, bây giờ hắn giả mù sa mưa như vậy càng khiến cô ta cảm thấy buồn nôn. Ép khô, Tề Đẳng Nhân bảo các quản lý cấp cao của câu lạc bộ Thượng Đông bắn bia với mình. Sau đó sai khiến Từ Ngạo Tuyết đứng ở một bên bưng trà rót nước. Vì Tề Đẳng Nhân thật sự rất có thể sẽ làm ra chuyện không biết xấu hổ, vậy nên Từ Ngạo Tuyết cũng chỉ có thể nén giận mà tạm thời làm thư ký sinh hoạt cho hắn, bưng trà rót nước chịu thương chịu khó, đôi khi còn phải hỗ trợ nạp đạn. Cả đời này của cô ta, chưa từng phải trải qua chuyện gì nhục nhã như vậy. Tôi không thể thường xuyên tới câu lạc bộ được, vậy nên các anh phải làm công việc của mình, chăm sóc khách hàng thật tốt. Tề Đẳng Nhân vừa uống cà phê mà Từ Ngạo Tuyết đưa qua, vừa nhẹ nhàng nói. Mọi người đều ngoan ngoãn nghe hắn dạy dỗ, sôi nổi gật đầu khom lưng. Tề Đẳng Nhân nói, năm nay tiền thưởng ăn Tết của mọi người đều sẽ được tăng lên gấp đôi, các anh bỏ công bỏ sức ra làm việc, tôi cũng không phải người bùn xỉn. Trên mặt mọi người lập tức lộ ra nụ cười vui sướng, thậm chí còn có chút cảm kích Từ Ngạo Tuyết, nếu không phải cô ta tới thành phố Trung Hải gây chuyện. Giúp Tề Đẳng Nhân kiếm được nhiều lợi ích như vậy, có lẽ hắn cũng sẽ không hào phóng như thế. Nếu Từ Ngạo Tuyết mà biết được mấy ý nghĩ này của bọn họ, có lẽ sẽ tức hộc máu mất. Ngay lúc Tề Đẳng Nhân đang dạy dỗ bọn họ, thì có một người đàn ông đi tới, người này, là anh trai của Từ Ngạo Tuyết, Từ Ngạo Long. Anh hai, anh sao lại tới đây? Sau khi Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy anh ta, sắc mặt cô ta càng trở nên khó coi hơn. Tình cảnh hiện tại của cô ta vốn đã rất nhục nhã xấu hổ rồi, bây giờ lại còn bị người quen nhìn thấy, cô ta cảm thấy xấu hổ vô cùng, huống chi, người này còn là người thân của cô ta, là anh trai của cô ta. Từ Ngạo Long đã cố ý từ thủ đô đến đây, từ sớm đã nhìn thấy toàn bộ quá trình Từ Ngạo Tuyết phục vụ bưng trà rót nước cho Tề Đẳng Nhân, giờ phút này, khắp mặt anh ta đã đen hoàn toàn. Từ Ngạo Long lạnh lùng nói, tao tới đây, là để ngăn mày thôi làm xấu mặt Từ ra đi. Sau khi nói hết lời này, anh ta giơ tay tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt của Từ Ngạo Tuyết. Đầu Từ Ngạo Tuyết bị anh ta tát lệch sang một bên, cô ta vốn là người tâm cao khí ngạo, nhưng vào lúc này, lại không nói nên bất kỳ lời nào. Chính xác như lời Từ Ngạo Long nói, cô ta hiện tại, đúng thật là làm mất mặt Từ gia. Vậy anh nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào mới không làm mất mặt Từ gia? Từ Ngạo Tuyết nghiến răng nghiến lợi hỏi. Lúc này cô ta cảm thấy tâm có chút lạnh, gặp phải sự thất bại to lớn như vậy, không một ai ấm áp hỏi thăm an ủi cô ta thì thôi, vậy mà người thân của cô ta còn chỉ trích và đay nghiến cô ta. Từ Ngạo Long nhìn Từ Ngạo Tuyết, trầm giọng nói, nếu tao là mày, thì tao chết quách đi cho xong. Từ Ngạo Tuyết khiếp sợ, không nghĩ tới Từ Ngạo Long lại nói ra một điều tàn nhẫn như vậy. Anh trai cô ta vậy mà lại bảo cô ta, đi chết đi. Mày chết đi. Cũng sẽ giải trừ bớt đi nhiều nợ nần, Từ gia chúng ta cũng có thể giảm bớt đi không ít áp lực. Dù sao, cũng sẽ không có ai mà đòi nợ khi nhà người ta đang có tang lễ cả. Từ Ngạo Long âm trầm nói. Từ Ngạo Tuyết nói, lúc tôi về thủ đô không phải đã nói hết rồi sao? Có nợ nần gì, cứ tính lên người tôi, chỉ cần cho tôi thời gian, tôi sẽ trả hết. Từ Ngạo Long nói, thời gian, thứ quý giá như thời gian, dù mày có bỏ tiền ra mua cũng không được. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Nói xong lời này, anh ta móc ra từ trong túi một viên thuốc. Uống nó đi, là xong hết mọi chuyện, Từ Ngạo Long lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhân vào ngay lúc này nở nụ cười, nói, anh là anh trai của Từ Ngạo Tuyết, Từ Ngạo Long đúng không?
Từ Ngạo Long quay đầu nhìn về phía hắn, nói cậu chính là Tề Đẳng Nhân, con chó nhà có tang năm đó bị đuổi ra khỏi thủ đô phải không? Tề Đẳng Nhân nhún vai, nói, không biết so sánh Từ gia với tôi ở hiện tại, ai giống con chó nhà có tang hơn nhỉ? Từ Ngạo Tuyết đã cầm lấy viên thuốc từ trong tay Từ Ngạo Long, vẻ mặt u ám tràn ngập phức tạp. Nếu Từ gia đã sắp phá sản, lại còn ép cô ấy uống viên thuốc này, cứ như vậy đi, đến lúc đó tôi ra tay với Từ gia cũng không cần phải mặt mũi cô ấy nữa. Dù sao, một ngày làm vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Chúng tôi đã ở với nhau được vài ngày rồi, ít nhiều cũng thích được mấy trăm ngày ân nghĩa. Tề Đẳng Nhân cười cười, cắm tay vào túi quần, dáng vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Từ Ngạo Long trực tiếp cười ha hả, nói, Tề Đẳng Nhân, cậu thật sự cho rằng Từ gia không có người giúp đỡ sao? Không lẽ cậu cảm thấy, các mối quan hệ của Từ gia chúng tôi, chỉ có như vậy thôi sao? Chẳng lẽ chỉ cần cậu muốn tập đoàn Từ thị phá sản, là nó có thể lập tức phá sản sao? Từ Ngạo Tuyết khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía Từ Ngạo Long, nói anh nói lời này, là có ý gì? Từ Ngạo Long nhìn cô ta, nhàn nhạt nói, mày chẳng qua chỉ là một con tốt mà thôi, bảo mày tới thành phố Trung Hải, là vì muốn tranh thủ cho Từ gia chút thời gian. Hiện tại, thời gian đã đủ rồi, Từ gia cũng đã chuẩn bị xong. Bây giờ hắn muốn làm tập đoàn Từ thị phá sản, căn bản đã là chuyện không thể nào. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nghe xong câu nói đó, tim đã đau đến mức muốn nứt ra, không nghĩ tới, bản thân cô ta đã chịu đựng biết bao nhiêu nhục nhã, thế nhưng không phải là vì để thỏa hiệp với Tề Đẳng Nhân, mà chẳng qua là để tranh thủ chút thời gian cho người nhà thôi. Hiện tại, thời gian đã đến lúc chín muồi, vì để ép khô hết mọi giá trị lợi dụng của cô ta, mà bọn họ còn bắt cô ta tự mình chết đi. Vậy bản thân cô ta chịu nhục nhã mấy ngày qua là vì cái gì chứ? Bản thân cô ta chấp nhận khom lưng uốn gối gọi điện cho những người có thân phận lớn kia là vì cái gì? Gia tộc đã sinh ra và giáo dục mày không dễ dàng gì, hiện tại là lúc để mày báo hiếu cho gia tộc, uống nó đi, là xong xuôi tất cả mọi việc, mọi người trong gia tộc đều sẽ ghi nhớ sự cống hiến của mày. Từ Ngạo Long lãnh đạm mà nói, ép buộc Từ Ngạo Tuyết uống viên thuốc đoạt mạng người này. Tề Đẳng Nhân lại lắc đầu. Mỉm cười nói, xem ra, Từ gia là thật sự cảm thấy các người đã chuẩn bị tốt rồi, có thể bắt đầu ván bài này với tôi được rồi đúng chứ? Từ Ngạo Long hờ hững nói, Tề Đẳng Nhân, cậu hiện tại cứ ở đó mà kiêu ngạo đi, chúng ta có rất nhiều cơ hội để chơi từ từ, lúc đó hãy nhìn xem rốt cuộc ai mới là người chết trước. Từ Ngạo Tuyết lại vào ngay lúc này cười nhạo một tiếng, ném viên thuốc trong tay, nói các người bảo tôi làm thế nào, là tôi phải làm thế đó sao? Từ Ngạo Long trừng mắt, tức giận nói, mày dám không nghe lời. Từ Ngạo Tuyết khinh thường nói, hai tên sát thủ tới giết tôi cũng là các người thuê đúng không? Thời điểm nói tới đây, trong lòng cô ta nhìn không được mà bốc lên lửa giận, hai tên sát thủ kia vậy mà lại là do người trong nhà thuê tới. Hơn nữa, cô ta còn bởi vì được Tề Đẳng Nhân cứu một mạng mà phải chấp nhận chịu nhục. Bất luận như thế nào, hôm nay mày nhất định phải chết. Từ Ngạo Long lạnh giọng nói. Từ Ngạo Tuyết hiện tại là người của tôi, cô ấy có chết hay không, thì cũng phải do tôi quyết định. Tề Đẳng Nhân vẫy tay, duỗi tay đặt lên vai Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết giống như bị điện giật mà ném tay hắn ra, tức giận nói, anh con mẹ nó đừng có chạm vào tôi. Tề Đẳng Nhân lại duỗi tay ôm cô ta lại, mặc cho cô ta có giãy giụa như thế nào, mỉm cười nói, hay là anh muốn nhìn tập đoàn Từ thị phá sản? Muốn tất cả công sức của anh đều đổ sông đổ biển hết sao? Từ Ngạo Long lập tức cười khinh thường, nói, những gì mà cậu nói chẳng qua chỉ là nói suông, cậu ở hiện tại hoàn toàn có năng lực làm cho tập đoàn Từ thị phá sản. Tề Đẳng Nhân hơi lắc đầu, nói, Từ gia. À, hắn lại cười một tiếng, thể hiện sự khinh thường tột đỉnh đối với Từ gia. Sau đó, hắn vươn một ngón tay ra, nói, các người cho rằng, tôi cái gì cũng không biết sao. Ngay khi Từ Ngạo Tuyết tới thành phố Trung Hải tìm tôi trong khoảng thời gian này, sau đó các ngươi cố ý phái người đến Tuyết Quốc tìm Vinogradov. Vinogradov hứa hẹn sẽ tạo áp lực cho cổ tân tư cơ, bắt anh ta thu hồi 500 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư của tôi để chi viện cho các người vượt qua khoảng thời gian khó khăn này đúng không? Lời Tề Đẳng Nhân nói, làm Từ Ngạo Long nhíu mày một cái. Từ Ngạo Long chưa từng nghĩ tới chuyện Tề Đẳng Nhân sẽ biết được hướng đi của Từ gia, còn biết một cách rành mạch như vậy. Bọn họ tự cho rằng bản thân họ đã làm rất cẩn thận, không nghĩ tới, vẫn để Tề Đẳng Nhân biết được,
anh ta rất tò mò, rốt cuộc bằng cách nào mà Tề đảng nhân lại biết được. Hay là, bên trong Từ gia có nội gián? Hẳn là không thể nào, Tề đảng nhân đã rời khỏi thủ đô nhiều năm, không có một chút cảm giác tồn tại nào, sẽ không có thế lực nào ở thủ đô giúp đỡ hắn. Từ Ngạo Tuyết cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Từ gia tầm ngầm lại có động thái lớn như vậy, bọn họ vậy mà lại có thể tìm được sự giúp đỡ của Vinogradov ở Tuyết Quốc. Cho dù cậu biết thì làm sao, tập đoàn Từ thị của chúng tôi, hiện tại đã được bảo đảm, cậu tưởng cậu muốn làm gì thì làm sao. Từ Ngạo Long cười lạnh nói. Phải không, các người thật sự cảm thấy như vậy rất an toàn sao? Tề đảng nhân lấy điện thoại của mình ra, hơi mỉm cười. Từ Ngạo Long lãnh đạm nói, ếch ngồi đáy giếng vẫn mãi là ếch ngồi đáy giếng, cậu rời khỏi thủ đô quá nhiều năm rồi, đã sớm biến thành một tên quê mùa, ngay cả lời vô nghĩa như vậy mà cũng nói được. Từ Ngạo Tuyết đứng ở một bên trực tiếp im lặng, nếu Từ gia thật sự đã có chuẩn bị như vậy, vậy cô ta đúng thật là dư thừa. Hiện tại cô ta chết đi, là lựa chọn có lợi nhất cho Từ gia. Tề đẳng nhân nhìn Từ Ngạo Long, vẻ mặt cười nhạo nói, nếu tôi đã có thể biết được chuyện này, như vậy, anh cảm thấy, tôi sẽ không có chuẩn bị cho sau đó sao? Từ Ngạo Long lạnh mặt không nói gì, nhưng trong lòng lại bắt đầu cảm thấy bất an. Tề đẳng nhân nói, mối quan hệ giữa các nhà đầu tư của Tuyết Quốc, tuy nói là mối quan hệ đối địch, nhưng thực chất đều là một, mối quan hệ của bọn họ rất phức tạp. Đối với người không hiểu rõ mấy chuyện này như anh, có lẽ sẽ có chút khó hiểu. Sau khi nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra gọi đi một cuộc. Giảm giá cổ phiếu tập đoàn Từ thị xuống 5 điểm, Tề đảng nhân lạnh lùng nói. Từ Ngạo Long khinh thường nói, cậu bảo giảm 5 điểm là giảm 5 điểm sao? Nói vậy thì tôi cũng nói được, hôm nay cổ phiếu của tập đoàn Từ thị sẽ tăng vọt một đường đi lên. Tề đảng nhân lười biếng nói, tập đoàn Từ thị nếu còn muốn được bảo toàn, thì còn phải dựa vào Từ Ngạo Tuyết, để cô ấy ngoan ngoãn nghe lời tôi trong thời gian này, nếu không, tôi cho cả nhà các người đi uống gió Tây Bắc. Từ Ngạo Long đang muốn đáp lại một cách khinh bỉ, bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại từ nhà. Ngạo Long, không xong rồi, cổ phiếu tập đoàn Từ thị nhà chúng ta bỗng nhiên tụt 5 điểm. Hiện tại các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang vội vàng bán tháo đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ giảm sàn. Sau khi Từ Ngạo Long nghe thế, đồng tử đột nhiên trợn to, nhìn về phía Tề đảng nhân một cách không thể tin được. Sao có thể, hắn nói giảm 5 điểm, là thật sự giảm 5 điểm. Chiêu thả con tép, bắt con tôm này của Tề đảng nhân thoạt nhìn chỉ là khiến cổ phiếu giảm xuống 5 điểm, nhưng gần đây tình huống của tập đoàn Từ thị vẫn luôn không ổn, trong lòng mọi người đều tràn ngập bất an, sau khi những người đầu tư nhỏ lẻ nhìn thấy cổ phiếu không còn nổi bật sẽ từ bỏ, lúc đó phỏng chừng sẽ trực tiếp giảm sàn. Từ Ngạo Long luống cuống gọi đi một cuộc điện thoại, dùng tiếng nước ngoài nói, Vinogradov tiên sinh, hôm nay cổ phiếu của tập đoàn Từ thị chúng tôi đã giảm xuống 5 điểm, đã có chuyện gì xảy ra? Không phải anh nói sẽ giúp chúng tôi, sẽ bảo vệ tập đoàn chúng tôi sao? Vinogradov lười biếng nói, Từ tiên sinh, người Hoa Quốc các người có câu một câu nói, gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Tôi ở chỗ này, xảy ra chút biến hóa, cho nên chỉ có thể bất lực không giúp được gì. Từ Ngạo Long kinh hoàng nói, Vinogradov tiên sinh, anh cũng không thể không giữ chữ tín. Vinogradov nói, xin lỗi, tôi không giúp các cậu được, các cậu tự mình nghĩ cách đi. Sau khi nói xong lời này, Vinogradov trực tiếp cúp điện thoại. Giữ chữ tín, những nhà đầu tư làm ăn như họ mà biết giữ chữ tín, thì đã sớm chết ở ngóc ngách nào rồi. Cúp điện thoại xong, Vinogradov khịt mũi coi thường, chỉ bằng chút lợi ích mà Từ gia đưa ra mà muốn anh ta trở mặt với thế lực của tập đoàn cổ tân tư cơ, đúng là chả khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Ngu xuẩn, nhìn thấy bộ dạng luống cuống tay chân của Từ Ngạo Long, Từ Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng. Mở miệng nói ra hai chữ. Sắc mặt Từ Ngạo Long nhất thời tái xanh sau đó chuyển sang đỏ bừng, khi nãy lúc anh ta tràn ngập tự tin đi tới đây, không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt đã bị Tề đảng nhân vả mặt, đánh đến đầu anh ta vang lên tiếng ong ong. Sao có thể, sắc mặt Từ Ngạo Long tái nhợt lẩm bẩm nói, không thể tin được mọi chuyện đang diễn ra. Tề đảng nhân lười biếng nói, tôi xem cái thái độ này của Từ gia, hiển nhiên có vẻ là không muốn bảo vệ tập đoàn Từ thị nữa. Vậy thì dứt khoát làm nó phá sản ngay tại đây luôn đi. Thân thể Từ Ngạo Long lập tức giật mình một cái, giận dữ nói, cậu dám. Tề đảng nhân nhún vai, nói tôi không dám,
Tôi mỗi ngày làm cho tập đoàn Từ Thị giảm xuống 5 điểm thôi, để xem các người có thể chống đỡ được mấy ngày. Từ Ngạo Long hoàn toàn sợ hãi. Có chuyện gì từ từ nói, không cần thiết phải làm căng như vậy. Sắc mặt Từ Ngạo Long trong nháy mắt thay đổi đến cứng đờ, khóe miệng cười lên, cả người nhìn qua trông rất khôi hài. Đúng là trò hề, trong lòng Từ Ngạo Tuyết hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên, sức mạnh của Tề đảng nhân đã vượt ngoài dự kiến của Từ gia, những gì bọn họ chuẩn bị đằng sau lưng căn bản hoàn toàn vô dụng. Hiện tại, Tề đảng nhân muốn làm cho tập đoàn Từ Thị phá sản, cũng chỉ bằng một câu nói mà thôi. Tề đảng nhân nói, à, mới vừa rồi không phải anh còn rất dọa người sao? Không phải nói tôi không làm được sao? Như thế nào hiện tại biến thành dáng vẻ như này? Từ Ngạo Long nói, vừa rồi là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không biết tốt xấu, xin Tề tổng rộng lượng bỏ qua, đừng chấp nhặt tôi làm gì. Trong lòng anh ta miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất, vốn tưởng rằng có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Tề đảng nhân, nào có nghĩ được rằng, người ta vẫn có khả năng làm tập đoàn Từ Thị như cũ. Nói thật, nếu như không phải Từ Ngạo Tuyết hầu hạ tôi khá tốt, thì tập đoàn Từ Thị các người, tôi đã sớm không để cho nó tồn tại. Tề đảng nhân nhàn nhạt nói. Sau khi Từ Ngạo Tuyết nghe được những lời này, cô ta tức giận đến mặt đỏ tai hồng, lời nói như vậy, đối với cô ta mà nói, không thể nghi ngờ là một sự nhục nhã to lớn nhường nào. Trong lòng cô ta có chút hận Từ gia muốn khiến cô ta trở thành vật hy sinh, nhưng lý trí nói cho cô ta biết, tập đoàn Từ Thị không thể đổ. Nếu như tập đoàn Từ Thị sụp đổ, một loạt phản ứng dây chuyền sẽ nối gót theo tới, cô ta căn bản không thể ứng phó nổi. Đến lúc đó Triệu gia cũng không nhất định sẽ tiếp tục giúp đỡ cô ta. Đúng đúng đúng, cảm ơn Tề Tổng đã giơ cao đánh khẽ. Ngạo Tuyết, em cứ ở lại bên cạnh Tề Tổng, ngoan ngoãn nghe lời Tề Tổng. Từ Ngạo Long quay đầu nói với Từ Ngạo Tuyết, một khẩu khí giao trọng trách cho người. Từ Ngạo Tuyết ôm tay cười lạnh, nhìn Từ Ngạo Long như nhìn một vai diễn hề, vừa rồi còn muốn ép chết cô ta, hiện tại thế cục thay đổi, quay đầu liền trở thành một tên nô tài khom lưng uốn gối. Đúng là buồn cười. Từ Ngạo Long nói, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì tôi đi trước. Nói xong lời này, anh ta chuẩn bị chạy lấy người. Tề đảng nhân lại nói, từ từ, tôi có nói là để cho anh đi sao? Từ Ngạo Long chỉ có thể đứng lại tại chỗ, dù sao, hiện tại anh ta không thể đắc tội Tề đảng nhân. Đến đây ra vẻ xong giờ liền muốn chạy, trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Tề đảng nhân từ trên cao nhìn xuống Từ Ngạo Long, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo và lạnh nhạt. Từ Ngạo Long chua xót nói, cậu muốn tôi làm gì? Tề đảng nhân nói, quỳ xuống, xin lỗi em gái anh cho tôi. Người ta trăm cay ngàn đắng chạy đến thành phố Trung Hải cầu xin tôi, từ ra các người lại ở sau lưng cô ấy một dao, quả thực làm tôi khinh thường. Từ Ngạo Long không ngờ Tề đảng nhàn dám đưa ra một yêu cầu vô lễ và quá đáng như vậy, giận tím cả mặt. Tề Tổng, yêu cầu này của cậu thật là quá đáng mà. Từ Ngạo Long cắn răng. Quá đáng. Các người ép buộc Từ Ngạo Tuyết đi tìm cái chết, như vậy thì không quá đáng sao? Cô ta đã toàn tâm toàn ý suy xét cho Từ gia, các người vừa quay đầu đã bán đứng cô ta, còn định đoạn mạng của cô ta, như vậy thì rất hợp tình hợp lẽ à? Tề đảng nhàn cười lạnh. Tuy rằng hắn không phải thánh mẫu có đạo đức, nhưng cách làm của Từ gia vẫn khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Vì lẽ này, hắn nhất quyết đòi lại công đạo cho Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết nghe xong lời này của Tề Đảng Nhàn, vành mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Đúng như lời Tề Đảng Nhàn nói, cô ta cúc cung tận tụy với Từ gia, vậy mà Từ gia lại bán cô ta đi, còn muốn ép cô ta vào chỗ chết. Kết quả như vậy, cô ta không thể chấp nhận nổi. Từ Ngọa Long bị lời này của Tề Đảng Nhàn làm chi đối lý, ông ta nói có thể thương lượng lại một chút hay không? Tề đảng nhàn mỉm cười, ngượng quá đi, không cần phải thương lượng. Nếu ông không đồng ý, vậy thì ngày mai giá trị cổ phiếu của tập đoàn Từ Thị sẽ hạ thêm 5 điểm nữa đó. Tập đoàn Từ Thị đã đi đến bờ vực giữa sống và chết, cái nồi to như vậy, cho dù là kẻ nào cũng không thể gánh nổi, Từ Ngạo Tuyết không dám gánh, đương nhiên Từ Ngọa Long cũng vậy. Huống chi trước khi ông ta tới Trung Hải, tình hình của tập đoàn Từ Thị đã tương đối ổn định, vậy mà lại xảy ra tai vạ như vậy. Lập tức lại chuyển biến bất ngờ. Phịch, nghiến răng nghiến lợi một hồi, cuối cùng Từ Ngọa Long vẫn quỳ xuống. Ngạo Tuyết, đều là ta sai, ta không nên làm chuyện như vậy. Từ Ngọa Long cắn răng nói. Từ Ngạo Tuyết nhàn nhạt nhìn ông ta,
đương nhiên là không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của ông ta, sao cô ta có thể tha thứ cho chuyện như vậy cơ chứ? Đâm cho ông một đao, sau đó nói xin lỗi ông, vậy thì ông có tha cho tôi không? Tề Đẳng Nhàn mất kiên nhẫn mà phất tay bảo, cút đi. Đám người Từ gia các người rõ là ngu xuẩn, trong khoảng thời gian này an phận một chút cho tôi. Còn dám tới khiêu khích tôi, vậy thì tôi sẽ lập tức khiến các người phá sản, Từ Ngạo Tuyết có xin xỏ cũng vô dụng. Từ Ngọa Long không nói hai lời, bò dậy đi mất, lần này ông ta đến thành phố Trung Hải, cuối cùng lại mất hết thể diện. Không có còn cách nào, không lớn mạnh bằng người ta, tai vạ tập đoàn Từ thị đóng cửa, không ai dám gánh vác, cũng gánh vác nổi. Cho dù là Tề Đẳng Nhàn, hắn cũng không muốn khiến tập đoàn Từ thị đóng cửa. Nếu như tập đoàn này đóng cửa, vậy thì món nợ này sẽ được tính lên đầu hắn, sẽ xuất hiện rất truyền phiền phức. Xem ra gia giáo của Từ gia các người cũng chẳng ra gì nhỉ. Vậy mà lại có người tới ép cô vào chỗ chết, chút giá trị cuối cùng mà cũng phải ép cho ra bã thì thôi. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười mà nhìn Từ Ngạo Tuyết, hắn nói. Gia giáo của Tề gia các người cũng tốt quá đi thôi, chẳng phải cha của anh cũng bị đuổi khỏi đế đô hay sao chứ? Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp lại một câu. Tề Đẳng Nhàn nhíu chặt mày, duỗi tay nắm cầm Từ Ngạo Tuyết, hắn cười lạnh bảo rằng, tốt nhất là cô nên hiểu rõ một chuyện, bây giờ cô có thân phận gì? Địa phận gì, sao lại dám nói chuyện với tôi? Từ Ngạo Tuyết nhún vai đáp, hả? Tôi sai rồi, xin anh tha thứ tôi. Tề Đẳng Nhàn híp, cười nói, tôi lại cứu cô thêm một mạng, thu một chút lợi tức thì không quá đáng chứ? Từ Ngạo Tuyết trợn tròn hai mắt, bỗng nhiên lui ra sau một bước, khiếp đảm quát, anh định làm gì, đừng làm sằng làm bậy, nơi này còn có người đó. Ý cô là tôi có thể làm sằng làm bậy ở chỗ vắng người à? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Từ Ngạo Tuyết giận dữ vô cùng, cắn răng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh đừng có khinh người, quá đáng như vậy. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi cứ muốn khinh người, quá đáng, tôi làm như vậy đấy, cô thì làm gì được nào? Đừng có quên, chuyện tồn vong của Từ thị vẫn còn đang nằm trong tay tôi đó. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy khi nói những lời này, bản thân hắn chẳng khác nào một nhân vật phản diện. Mà Từ Ngạo Tuyết thì đúng là nữ chính ngốc nghếch lương thiện trong phim, bị tên ác bá như hắn bắt thóp, khiến cho người ta xót xa. Chỉ đùa với cô chút thôi mà, xem sắc mặt của cô kìa, khó coi quá đi. Tề Đẳng Nhàn cười, duỗi tay vuốt cằm cô ta. Cả đời này của Từ Ngạo Tuyết, cũng chỉ có Tề Đẳng Nhàn dám dùng cách ngả ngớn này để khinh bạc cô ta. Cô ta hít vào một hơi thật sâu, cố nén lửa giận. Tề Đẳng Nhàn nói, tới đây, chơi một ván, nếu cô thắng, tôi sẽ không quấy rầy cô trong 3 ngày. Nói xong lời này, hắn nhấc mô hình súng trường lên. Từ Ngạo Tuyết không nói gì, lập tức lấy cây súng trường khác ra, không nói hai lời, bắt thẳng về phía đòi Tề Đẳng Nhàn. Đoàng! Một tiếng súng nổ vang, chân trái của Tề Đẳng Nhàn biến mất. Tập trung nhìn kỹ, thì ra đã gập ra đằng sau. Từ Ngạo Tuyết không chút do dự, chĩa thẳng súng vào ngực hắn. Tề Đẳng Nhàn khẽ lách người né tránh. Súng thật cũng không bắn trúng được tôi, cô dùng mô hình súng trường, vậy càng không được. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu. Đoàng, 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 đoàng. Từ Ngạo Tuyết tức không chịu được, lại tiếp tục bóp cò, tất cả những viên đạn khí bắn ra đều hụt hết. Tề Đẳng Nhàn vừa trốn tránh vừa tới gần, tới khi phát súng cuối cùng vang lên, tay hắn giơ ra, nắm họng súng nhấc bổng lên trên, khiến cho phát súng cuối cùng thất bại. Đoàng! Sau đó, mông Từ Ngạo Tuyết phải chịu một cái vỗ mạnh. Cái vỗ mông này cũng không phải là tán tỉnh, mà là dạy dỗ, Từ Ngạo Tuyết hét thảm, đau đến nỗi té ra trên mặt đất, có cảm giác như mông mình sắp nứt ra đến nơi. Từ Ngạo Tuyết cắn răng, nâng súng lên, lại bắt thêm một phát. Tề Đẳng Nhàn né tránh, lại thêm một cú đánh. Từ Ngạo Tuyết lại nổ súng. Sau đó, cô ta lại bị đánh. Sau 3 lần liên tiếp, Từ Ngạo Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi sự tra tấn này nữa, chỉ đành quỳ rạp xuống đất, ném mô hình súng trường đi, khóc không thành tiếng. Lúc này đã khuyên cô rồi, sao cô không chịu nghe chứ? Đã làm sai, thì nhất định phải chịu trừng phạt. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy súng trường, quay đầu nhắm ngay vào bia ngắm, bắt đầu bóp cò. Từ Ngạo Tuyết loay hoay mãi mới bỏ dậy được từ mặt đất, cô ta lau nước mắt của mình, nói rằng, bắt nạt một đứa con gái yếu đuối như tôi, anh còn gì là anh hùng hảo hán nữa. Thứ nhất, cô không phải đứa con gái yếu đuối. Thứ hai,
tôi cũng không phải anh hùng hảo hán. Thứ ba, tôi không hề bắt nạt cô, mà là đang dạy dỗ, vì cô đã chĩa súng về phía tôi. Tề Đẳng Nhàn cười cợt, ném mô hình súng trường trong tay, hắn nhìn dáng vẻ của Từ Ngạo Tuyết, chỉ biết lắc đầu liên tục. Từ Ngạo Tuyết nhíu mày, anh lắc đầu như vậy có ý gì? Tề Đẳng Nhàn tỏ vẻ không vui, dáng vẻ lúc này của cô rất khó nhìn, nếu cứ như vậy đi theo bên cạnh tôi, vậy thì tôi sẽ rất mất mặt. Từ Ngạo Tuyết biết bản thân đã trải qua một khoảng thời gian không tốt chút nào, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày mất hồn mất vía, đến mỹ phẩm dưỡng da cũng chẳng thèm dùng, chất lượng của làn da cũng với khí chất cũng đã vơi đi ít nhiều. Một lát nữa chúng ta đi dạo phố nhé, giải quyết vấn đề của cô cho tốt. Từ Ngạo Tuyết vừa định từ chối, lại nghe thấy Tề Đẳng Nhàn nói, tôi sợ nếu như nhìn cô, cảm thấy không thoải mái, sẽ lại hạ giá trị cổ phiếu của Từ Thị xuống 5 điểm. Nghe xong lời này, Từ Ngạo Tuyết cũng nhụt chí, chỉ biết cúi đầu đáp, tùy anh. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng lên nước cạn bị tôm đá. Sẽ có một ngày, tôi phải cướp hết tất cả mọi thứ về. Từ Ngạo Tuyết cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng. Tề Đẳng Nhàn bỗng nâng cằm cô ta không kịp trở tay mà bị ép ngẩng đầu, sợ tới mức run bần bật. Chậc chậc chậc, ánh mắt sắc bén quá đi thôi, tôi cũng mong sau này cô sẽ không bao giờ hồ đồ. Tề Đẳng Nhàn nói, tình cảnh hiện tại của Từ Ngạo Tuyết rất thảm, thảm đến mức Tề Đẳng Nhàn cũng bằng lòng bỏ tiền túi mua quần áo và vật phẩm, trang sức cho cô ta. Phụ nữ đều cần có tiền tài để duy trì vẻ đẹp, đặc biệt là dạng phụ nữ như Từ Ngạo Tuyết. Dẫu sao thì cũng chẳng có mấy ai thanh tao thoát tục, đẹp một cách kỳ lạ như Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long chưa bao giờ trang điểm đậm, đó là bởi vì sau khi tập võ, khí huyết tràn trề, nội tạng đều trở nên mạnh mẽ, có thể bài trừ độc tố của thân thể, cho nên sắc mặt lúc nào cũng tỏa sáng. Nhưng trên đời này có mấy ai được như Ngọc Tiểu Long? Cho dù là Trần Ngư Thiên sinh lệ chất, nếu như không sử dụng mỹ phẩm dưỡng da trong một thời gian, chỉ e nhan sắc cũng sẽ trở nên phai nhạt đi. Trong khoảng thời gian này cô phải tự chăm chút bản thân thật tốt cho tôi, tới khi Tết đến, tôi sẽ để cô rời đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết, nhàn nhạt nói. Từ Ngạo Tuyết lập tức khịt mũi coi thường, nhưng cô ta cũng rất không hài lòng với chính mình trong khoảng thời gian này, dung mạo và tính khí đều chạm đáy. Tề Đẳng Nhàn đưa Từ Ngạo Tuyết tới một cửa hàng của thương hiệu Chanel, nhân viên cửa hàng rất biết lo việc. Ôi, quý ngài, phu nhân nhà ngài quả đúng là xinh đẹp, rất hợp với những bộ trang phục mới nhất của thương hiệu chúng tôi, nhất định có thể khiến ngài điên đảo thần hồn cả đời này. Nhân viên cửa hàng giới thiệu cho Tề Đẳng Nhàn và Từ Ngạo Tuyết một bộ siêu tập phục trang mới nhất, một bộ váy hoa rất có phong cách, cùng với một chiếc áo gió, áo khoác lớn, còn có một đôi giày bó. Tề Đẳng Nhàn vừa nhìn giá cả đã bĩu môi, váy trị giá 4 vạn tệ, áo gió 8 vạn tệ, chiếc giày càng kỳ dị hơn 9 vạn. Khóe miệng Từ Ngạo Tuyết bắt đầu cong lên, cô ta châm biếm, tiếc à. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười với nhân viên cửa hàng, hắn nói, bao nuôi đàn bà, sao lại tiếc tiền được cơ chứ, cô nói xem có phải hay không. Còn nữa, đây không phải phu nhân là tôi, chỉ có thể coi như bổ nhí thôi. Lần sau đừng có gọi sai. Nói xong lời này lúc sau, hắn vung tay lên, nói, đóng gói cho tôi. Nhân viên cửa hàng ngẩn người, vui như mở cờ trong bụng. Bán ra được một bộ đồ như vậy, cô ta cũng sẽ nhận được khoản chiết khấu không nhỏ. Từ Ngạo Tuyết nghe được lời này của Tề Đẳng Nhàn mà đen cả mặt, tên này đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, nếu không phải cô ta đánh không lại hắn, nhất định cô ta phải đánh cho hắn to đầu. Đồ chó mà, Từ Ngạo Tuyết thầm mắng trong lòng. Còn chưa kịp mắng thêm mấy câu, cô ta lại gặp phải chuyện mà cô ta không muốn nhất. Bây giờ cô ta đúng là một kẻ không dám gặp người thân thích. Nhưng đời lại chẳng như mơ. Một vị quý phu nhân sang trọng ung dung bước vào cửa hàng Chanel, nhìn thấy nhân viên cửa hàng đang đóng gói trang phục của Tề Đẳng Nhàn, cô ta nhíu mày, từ từ đã, tôi nhìn chúng đôi này rồi, giữ lại cho tôi. Nhân viên cửa hàng ngẩng đầu nhìn, khó xử cười chào, là trưởng ngành Chu Ư, xin chào cô, giày này đã có vị khách khác đặt trước rồi ạ. Người phụ nữ kia tên là Chu Quyên, là trưởng ngành thứ ba của ngân hàng Trung Hải. Là vị khách nào đặt trước thế? Để tôi thương lượng với họ xem. Chu Quyên nghe vậy bèn cười nói, trông có vẻ rất dễ tính. Nhân viên cửa hàng quay đầu nhìn Từ Ngạo Tuyết, Chu Quyên cũng quay đầu lại nhìn, thấy cô ta, nụ cười trên mặt Chu Quyên lạnh đi mấy phần. Trời ơi,
đây không phải từ Ngạo Tuyết nổi danh bốn phía sao? Sao hôm nay cô lại rảnh rỗi đi dạo phố vậy chứ? Chu Quyên thấy cô ta thì lập tức cười khẩy, đi tới tiếp đón. Từ Ngạo Tuyết nghe thấy Chu Quyên gọi họ tên của mình thì quay đầu đi, lạnh lùng đáp, liên quan gì đến cô? Chu Quyên nói, tôi nghe nói từ tổng phá sản rồi, sao vẫn còn tiền mua Chanel thế? Nhân viên cửa hàng khép nép nói, trưởng ngành Chu, là quý ông này muốn mua cho cô ấy. Ồ, thì ra là từ tổng không có tiền, bắt đầu bám đùi người giàu có rồi à? Chu Quyên khịt mũi coi thường. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, Chu Quyên, chú ý cách nói chuyện của cô đó. Chu Quyên nói, chẳng lẽ không phải sao? Vì để trả nợ, từ tổng bán hết những thứ có thể bán, chẳng lẽ bây giờ tới cả bản thân cô cũng bán luôn sao? Từ Ngạo Tuyết bị Chu Quyên chọc cho tức điên, những lời này chẳng khác nào nhát dao cứa vào vết thương đang rỉ máu của cô ta, dù sao thì cô ta cũng đã tìm đủ mọi cách để thỏa hiệp, cũng có thể coi như đã bán mình. Từ Ngạo Tuyết quay đầu đi, không muốn để ý Chu Quyên nữa. Từ Ngạo Tuyết, nếu đã có tiền mua quần áo, vậy chắc là vẫn còn tiền để trả nợ nhỉ? Chu Quyên đi về phía trước, nhàn nhạt hỏi. Từ Ngạo Tuyết sầm mặt không nói gì, nếu là trước đây, làm gì có đứa tôm tép nào như Chu Quyên dám mạo phạm đến cô ta. Thậm chí tới tư cách gặp cô ta, Chu Quyên cũng không có. Nhưng giờ đây cô ta nghèo túng, là người hay là chó, đều có thể kêu to hai tiếng ở trước mặt cô ta. Tôi vẫn còn nhớ khoản vay ở ngân hàng với trưởng ngành, bây giờ thời gian đáo nợ còn rất dài, cô gấp cái gì? Từ Ngạo Tuyết sụ mặt. Đương nhiên là tôi sốt ruột rồi. Cô đã phá sản, đi đến bước đường đập nồi bán sắt, nhưng bây giờ lại tiêu tiền quần áo mua hàng hiệu, sao tôi có thể không sốt ruột chứ? Chu Quyên hùng hổ dọa người. Từ Ngạo Tuyết không nói gì, bây giờ cô ta không móc đâu ra được 200 triệu. Cho dù chỉ 10.000 tệ cô ta cũng không có. Đương nhiên cũng Từ Ngạo Tuyết không thảm đến mức như vậy. Nếu tìm người để mở miệng, vẫn có thể mượn được cả trăm vạn trong mấy câu nói, nhưng cô ta là người cao ngạo như vậy, sao có thể mở miệng tìm người vay tiền cơ chứ? Từ Ngạo Tuyết nói, tới ngày hẹn trả, tôi sẽ hoàn lại tiền. Chu Quyên nói, không được, cô nhất định phải trả ngay bây giờ cho tôi. Nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây bình an vô sự. Nhân viên cửa hàng xung quanh đều bị dọa cho choáng váng, không dám tiến lên can thiệp. Tề Đẳng Nhàn lại chỉ ngồi ở một bên xem tuồng, có vẻ nhìn Từ Ngạo Tuyết hổ xuống đồng bằng bị chó khinh là một chuyện khiến hắn cảm thấy rất hả hê. Từ Ngạo Tuyết biết, Tề Đẳng Nhàn đang đợi cô ta mở miệng cầu xin. Chu Quyên, lúc trước cô khóc cha gọi mẹ bắt tôi đến ngân hàng vay tiền, bây giờ tôi mới thất thế đã đòi tiền Hạ Đẳng như vậy sao? Từ Ngạo Tuyết thấp giọng nói. Vậy sao, lúc trước cô là phượng hoàng đậu trên cành cao, mọi người đều nâng đỡ cô. Nhưng bây giờ thì sao? Cô chẳng qua chỉ là một con gà rừng mà thôi, vẫn còn dám nghĩ mình là phượng hoàng đấy à? Khi trước bà đây xuống nước cầu xin cô, tới cả gặp cô cũng chẳng buồn gặp. Vẫn nghĩ mình là nhân vật lớn à? Nhìn xem bây giờ cô là cái dạng gì? Ha ha, trả tiền cho tôi. Không trả tiền cho ngân hàng chúng tôi, hôm nay cô đừng có hỏng yên ổn. Chu Quyên vốn không định buông tha cho Từ Ngạo Tuyết, cho dù thời gian trả vẫn còn rất dài, nhưng cô ta nhất định phải đòi tiền đối phương. Lúc trước Từ Ngạo Tuyết cao tại thượng ra sao? Bây giờ cô ta cũng phải cho con ả này nếm mùi hèn mọn như vậy. Cô ta muốn đạp mặt Từ Ngạo Tuyết xuống bùn. Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt nói, bây giờ không có tiền, không trả được. Chu Quyên sửng sốt, sau đó cười nhếch mép, giơ tay lên cho Từ Ngạo Tuyết một cái bạt tai. Gò má vốn đã sưng vù của Từ Ngạo Tuyết lại ăn thêm một cái tát, lập tức sưng to lên, đau đến nỗi ứa nước mắt. Không có tiền thì tao sẽ bắt mày đi bán. Có bán cũng phải lôi được chỗ tiền này ra. Thiên kim đến từ đế đô như cô, viên minh châu của Từ gia, nhất định sẽ nhận được một cái giá không tồi đấy nhỉ. Chu Quyên ngạo nghễ cười tỏ vẻ đắc ý mà nhìn bàn tay mình, cô ta có nằm mơ cũng không ngờ được, bản thân lại có ngày tát được Từ Ngạo Tuyết như vậy. Từ Ngạo Tuyết mà nhìn Chu Quyên bằng ánh mắt kinh hãi, không thể tin được những chuyện đã xảy ra khi nãy, vậy mà cô ta lại bị một con đàn bà khác đánh hay sao? Chỉ là người của một ngân hàng nhỏ mà cũng dám vả miệng cô ta sao? Như vậy cũng được, thấy cô bây giờ cũng lực bất tòng tâm, tôi cho cô hai lựa chọn. Thứ nhất là quỳ xuống cho tôi, liếm sạch sẽ bụng bặm trên giày của tôi, vậy thì tôi sẽ buông tha cho cô. Thứ hai là ngoan ngoãn nôn tiền ra đây,
nếu không kết cục của cô sẽ càng thảm hại hơn đó. Chu Quyên hung tợn mà trợn mắt nhìn Từ Ngạo Tuyết, vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn, cảm giác đạp một nhân vật lớn đã từng hô mưa gọi gió một thời xuống dưới chân mình thật là thoải mái. Từ Ngạo Tuyết chập chập đưa tay sờ mặt mình, cô ta nói, cô có từng nghĩ tới chuyện này chưa, rằng Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà, nhưng dù thế nào cũng vẫn là Phượng Hoàng. Chu Quyên nghe xong thì cười phá lên, nói cô á. Còn Phượng Hoàng nữa, tôi thấy cô còn không bằng gà mái. Còn dám rong dài nữa, hôm nay tôi sẽ cho người chơi chết cô. Từ Ngạo Tuyết, cô nói đúng, bây giờ tôi rất nghèo nàn, thậm chí còn bán mình trả nợ. Nhưng cô cũng phải cẩn thận vắt cái óc heo của mình ra mà nghĩ ngợi xem, người đàn ông có thể khiến cho Từ Ngạo Tuyết đây bán mình trả nợ, là người cô có thể chọc đến hay sao? Chu Quyên nghe được lời này, trên mặt cũng bắt đầu có vẻ hoảng loạn, sau đó lại cười nhạo, còn dám cáo mượn oai hùng đúng không? Đã nát như vậy rồi còn muốn uy hiếp tôi à? Nói xong lời này, cô ta lại tát vào bên má kia của Từ Ngạo Tuyết một cái. Đầu Từ Ngạo Tuyết lệch về một bên, cô ta từ tốn quay đầu lại, nói rằng, cô đánh tôi hai cái, tôi cũng muốn trả lại cô gấp 10 lần, là 20 cái. Trả tôi muốn xem cô lấy tư cách gì mà trả cho tôi. Cho cô hai lựa chọn, cô lại chịu không quyết định, một lát nữa tôi sẽ kéo người đến bán cô vào vũ trường. Chu Quyên cười dữ tợn. Từ Ngạo Tuyết hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, xin hãy giúp tôi. Bây giờ Tề Đẳng Nhàn mới nhướng mày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng à. Nãy giờ hắn luôn giả mù với những chuyện trước mắt, vì muốn khiến Từ Ngạo Tuyết cúi đầu, mở miệng cầu xin hắn. Được thôi, có điều cô cũng nên hiểu rõ, nếu muốn cầu xin sự giúp đỡ của tôi thì cũng phải trả giá. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nhàn nhạt nói. Từ Ngạo Tuyết không đáp lại, chỉ nói tôi muốn con mụ này quỳ xuống, ngoan ngoãn nhận của tôi 20 cái tát. Tề Đẳng Nhàn nói, được. Chu Quyên nhìn Tề Đẳng Nhàn, sau đó lại nhìn Từ Ngạo Tuyết, vẻ mặt thoáng sửng sốt, sau đó lại tỏ vẻ khinh thường, thứ gì vậy chứ? Các người nói sao thì được vậy chắc, muốn bắt tôi quỳ xuống chịu đòn, không thử tiểu một bãi mà soi xem mình thế nào đi. Ngay vào lúc này, cửa hàng trưởng của Sanen ra ngoài, thấy Chu Quyên cãi cọ với người khác, vội vàng tiến đến dò hỏi. Sau khi biết được ngọn ngành sự việc, cửa hàng trưởng cảnh cáo Tề Đẳng Nhàn, lập tức quỳ xuống cho trưởng ngành Chu, nếu không tôi sẽ chơi chết cậu. Tề Đẳng Nhàn nhún vai đáp, anh là ai thế? Cảm thấy mình mở được cửa hàng đồ hiệu thì ngon lắm à? Cửa hàng trưởng ngạo nghễ nói, ông đây mở cửa hàng thời trang Sanen đấy, ngon lắm đấy, làm sao? Tề Đẳng Nhàn nói, không sao cả, muốn tiệm này sập cũng chỉ cần một giây mà thôi. Nói xong lời này, hắn lấy di động gọi một cuộc điện thoại, nhàn nhạt nói, tôi ở trung tâm thương mại Phi Mã, cậu phái mấy người lại đây, xử lý chút sự cố. Mấy đứa chó mèo này cũng biết giả vờ nhỉ, tưởng mình là ai thế? Chu Quyên nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng vẻ mặt khinh thường. Cửa hàng trưởng còn muốn nói nữa cái gì đó, Tề Đẳng Nhàn đã đá gã ra bên ngoài, đau đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, mãi không đứng dậy nổi. Đối với mấy tên hề nịnh hót này, hắn cũng rất lười giải quyết, xử lý xong Chu Quyên rồi nói tiếp. Bây giờ cô quỳ xuống trước mặt Từ Ngạo Tuyết, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cô chưa chắc đã bị mất cái chức trưởng ngành này. Tề Đẳng Nhàn nói. Chu Quyên lạnh lùng nhìn Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, hả? Vậy sao, để tôi xem năng lực của cậu đi. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, lại gọi một cuộc điện thoại khác, nhàn nhạt nói, chúng ta có bao nhiêu tiền trong tài khoản ngân hàng Trung Hải? Chuyển hết ra ngoài cho tôi. Tề Tổng, chúng ta đang gửi 10 tỷ ở ngân hàng Trung Hải, anh định chuyển tới đâu ạ? Dương Quan Quan vội vàng hỏi. Chuyển bừa đến chỗ nào cũng được, nhưng không được để ở ngân hàng đó. Tề Đẳng Nhàn lạnh giọng nói. Vâng vâng vâng, tôi hiểu rồi, tôi làm ngay đây. Dương Quan Quan nói. Tề Đẳng Nhàn đang là khách hàng lớn của ngân hàng Trung Hải, có một khoản tiền cách xù gửi ở ngân hàng Trung Hải. Hắn vừa đưa lệnh này xuống, ngân hàng Trung Hải đã loạn hết cả lên. 10 tỷ bỗng dưng nhảy khỏi hầu bao nhà mình, ai mà chịu được chứ? Chu Quyên cười lạnh, cậu trâu bò nhỉ. Có tiền nhỉ? Còn định chuyển tiền ra ngoài à? Có đến 300 tệ không? Tề Đẳng Nhàn không nói gì, chỉ bảo với Từ Ngạo Tuyết, lần sau mở miệng sớm một chút, mặt mũi sưng hết cả rồi. Từ Ngạo Tuyết xị mặt không nói gì, một đứa tôm tép bây giờ cũng có thể ngồi bậy lên đầy cô ta mà đi bậy, lòng tự trọng của cô cũng đâu thể chịu được nữa.
Đinh linh linh. Di động của Tề Đẳng Nhàn vang lên, thấy là Tôn Hưng Chương gọi tới, bèn nhấn nghe máy. Tề Tổng, có chuyện gì vậy ạ? Sao bỗng dưng ngài lại chuyển tiền đi? Ngân hàng của chúng tôi, lấy đâu ra khoản lợi tức dòng lớn như vậy trong vài ba ngày, không phải đã nói gửi ba tháng sao? Tôn Hưng Chương vừa thấy hắn nghe máy đã xun xuê nịnh hót. Ông ta không thể không sốt ruột, vì tiền dự trữ của ngân hàng vốn không nhiều, hơn nữa nếu mất 10 tỷ này, người bên trên sẽ thấy ông ta làm ăn không ổn. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, vậy thì phải hỏi trưởng ngành khu 3 Chu Quyên của các người. Tôn Hưng Chương sửng sốt, được được được, xin Tề Tổng chờ một lát, tôi sẽ đi thăm hỏi đứa ngu xuẩn này ngay. Ông ta gác điện thoại, lập tức nhấn gọi Chu Quyên. Chu Quyên còn chuẩn bị trêu chọc thêm hai câu, lại nghe được di động vang lên, vừa cầm lên đã thấy là Tôn Hưng Chương, lãnh đạo trực tiếp của cô ta. Cô ta nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt khiếp sợ, trong lòng kinh ngạc, tên này rốt cuộc có bao nhiêu tiền tiết kiệm ở ngân hàng Trung Hải này, mà lại làm trưởng ngành Tôn sợ hãi như vậy. Chu Quyên, đầu đầu cô nó là đầu heo à, sao đến cả Tề Tổng cũng dám đắc tội. Bây giờ người ta muốn rút 10 tỷ khỏi ngân hàng chúng ta, cô có gánh vác được hậu quả hay không? Tôi mặc kệ cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì, hiện tại lập tức xin lỗi Tề Tổng cho tôi, giữ lại 10 tủ kia, nếu không thì cô đừng có đi làm nữa. Tôn Hưng Chương giận dữ quán Chu Quyên, khiến cho Chu Quyên sửng sốt. Một lát sau, Chu Quyên cười lạnh một tiếng, bảo rằng, trưởng ngành Tôn, muốn tôi xin lỗi, đó là không thể nào. Tôn Hưng Chương sửng sốt, ông ta nói, cô không muốn làm nữa à? Không làm thì không làm, ông có bản lĩnh thì khai trừ tôi. Chu Quyên rất cứng miệng. Nàng này thái độ này khiến cho Từ Ngạo Tuyết đứng ở một bên cũng phải nhíu mày, cảm thấy có vẻ không đúng lắm. Tề Đẳng Nhàn đút hai tay vào túi quần, thản nhiên chứng kiến cảnh này, dường như đã đoán được chuyện gì xảy ra. Chu Quyên ngắt điện thoại lập tức, ngạo nghễ nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn mà nói, chút trò này của cậu. Thật là khiến cho người khác quá thất vọng rồi. Trong lòng cô ta vẫn còn cảm thấy khiếp sợ, không ngờ Từ Ngạo Tuyết lại vớ được một người đàn ông như Tề Đẳng Nhàn. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến sự ngạo nghễ của cô ta. Chu Quyên lập tức bỏ gánh giữa đường, đôi co với Tôn Hưng Chương một hồi, điều này khiến cho người ta khó mà tin được. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ cười nói, cô tới khiêu khích Từ Ngạo Tuyết, hẳn là sau lưng có người bảo vệ nhỉ. Chu Quyên lạnh lùng nói, kẻ nào? Không có ai hết, chẳng qua là tôi nhìn cô ta thấy khó chịu, muốn dạy dỗ cô ta, có vấn đề gì sao? Mặt mày Từ Ngạo Tuyết âm trầm, tình cảnh hiện tại của cô ta khó khăn, hơn nữa khi trước lại gây thù chuốc oán không ít, không thiếp mấy người thừa dịp cô ta nghèo túng tới bắt nạt cô ta. Vì vậy, cô ta cũng không thể đoán ra sau lưng Chu Quyên, là kẻ thế nào. Có gan làm bảo người tới gây sự, không có can đảm lộ diện phải không? Tề Đẳng Nhàn cười nói. Ngay vào lúc này, một cậu ấm bước tới, bên cạnh hắn có hai tên vệ sĩ cao lớn, rất có uy phong. Cậu ấm này mặc đồ LV, trông cũng không có dáng vẻ nhà giàu mới nổi, trên mặt treo kính râm, nhìn qua còn có cảm giác phong độ, dịu dàng. Từ Ngạo Tuyết nhìn đến thấy người này cũng không khỏi sửng sốt, cô ta nói, Park Sung Shin, thì ra là anh. Tề Đẳng Nhàn hỏi, Park Sung Shin, sao khi trước tôi chưa từng nghe nói ở Trung Hải có người tên này? Từ Ngạo Tuyết cười nhạo một tiếng, cô ta nói, cái đồ quê mùa nhà anh đương nhiên không thể nào quen được ngôi sao tài phiệt đến từ Hàn Quốc, sao có thể nghe qua chứ? Tề Đẳng Nhàn ngẫm ngợi một lúc, có vẻ mình là đồ quê mùa thật, là thứ nhà quê, đến cả nhà tài phiệt tiếng tăm lừng lẫy cũng không biết. Cậu Park, Chu Quyên nhìn thấy Park Sung Shin tới nơi, lập tức lễ phép cúi đầu chào hỏi, vội đi lên nghênh đón. Park Sung Shin khẽ cười, anh ta nói, Ngạo Tuyết, chúng ta đã lâu không gặp nhỉ. Ánh mắt Từ Ngạo Tuyết hiện lên vẻ chán ghét, lúc trước Park Sung Shin chủ động đến Từ gia cầu thân, đã bị cô ta đuổi khỏi nhà ngay lập tức. Từ gia có vẻ rất động lòng với mối duyên này, nhưng dù sao Park Sung Shin cũng là người nước ngoài, lại là nhà tài phiệt nổi tiếng, chuyện chính trị sẽ hơi nhạy cảm một chút, hơn nữa Từ Ngạo Tuyết cũng không muốn, vậy nên chuyện này tự nhiên cũng thất bại. Hiển nhiên, Park Sung Shin không phải dạng người hèn hạ tới mức đợi khi Từ Ngạo Tuyết nghèo túng mới ra tay. Park Sung Shin, đã lâu không gặp, anh tìm thứ rác rưởi tới đây sỉ nhục tôi. Và mặt của tôi sao? Từ Ngạo Tuyết mặt lạnh như xương, ngữ điệu vô cùng khó nghe. Chu Quyên lạnh lùng đáp, cô nói ai là rác rưởi?
Bây giờ tôi là trưởng ngành của ngân hàng Giang Nam chi nhánh Trung Hải, chú ý thái độ nói chuyện của cô đi. Tề Đẳng Nhàn vừa nghe đã thấy vui vẻ, chẳng trách cô ta dám lời qua tiếng lại với Tôn Hưng Chương bỏ gánh, hóa ra là ôm được cái đùi to, cho nên mới kiêu ngạo như vậy. Bác Sung Xin vẫy tay bảo Chu Quyên ngậm miệng lại, sau đó nói, Ngạo Tuyết, tôi làm như vậy chỉ vì muốn cho em thấy rõ tình hình thực tế, biết được ai có thể giúp em mà thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, hử, ý của vị này là mình có thể giúp được từ Ngạo Tuyết hay sao? Bác Sung Xin nghe được lời nói bất thiện của Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt cũng trở nên hung ác theo. Ngạo Tuyết, tôi tới Hoa Quốc này đều là vì em. Chỉ cần em gật đầu, trở về Hàn Quốc với tôi có thể dùng toàn bộ khả năng của mình để giúp em. Về sau sẽ không có bất cứ kẻ nào có cơ hội nhảy nhót lung tung ở trước mặt em, bởi vì, em sẽ là phu nhân của tôi. Bác Sung Xin ngạo nghễ tuyên bố. Như thể anh ta chính là hoàng đế cao cao tại thượng đang hứa sẽ giành Giang Sơn chơ thê thiếp vậy. Từ Ngạo Tuyết bỗng nhiên tỏ ra chán ghét, lạnh giọng nói, Bác Sung Xin, anh bớt làm bộ làm tịch ở chỗ này giúp tôi, tới từ chỗ nào thì cút trở lại chỗ ấy đi. Bác Sung Xin mỉm cười, bây giờ em còn chưa ý thức được sao? Bây giờ em túng thiếu, một giám đốc chi nhánh nho nhỏ thôi cũng có thể đánh vào mặt em. Chỉ cần em dựa vào tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn. Em muốn Đông Sơn tái khởi, tôi bằng lòng rót tiền cho em, cống hiến cho em sức người sức của. Em muốn báo thù, tôi cũng bằng lòng dùng hết sức của Thượng Tinh để giúp em. Tề Đẳng Nhàn lên tiếng cười nhạo, thôi đi, nói cứ như Thượng Tinh thuộc về nhà cậu vậy. Thượng Tinh cũng không phải hạng khủng bố như Trần Gia, bọn họ được tạo thành từ nhiều thế lực. Mà Trần Gia thì chỉ là người của Trần Gia tạo thành, cho nên Trần Gia ở Nam Dương vô cùng đoàn kết. Rất dễ bị chính phủ để mắt tới. Họ Tề kia, cậu đừng có kiêu ngạo quá, tôi là người ngoại quốc, nói chuyện phải khách khí với tôi một chút, nếu không cậu sẽ không được sống yên ổn ở Đông Hải này đâu. Bác Sung Xin nhìn Tề Đẳng Nhàn, khinh nhờn vài câu. Wow, người nước ngoài đáng sợ thế nhỉ? Khi trước tôi cũng đã đánh sưng húp cái mặt già của một tên Tây Lông đó, không biết cậu có muốn trải nghiệm thử không? Tề Đẳng Nhàn cười nói về Shevchenko. Kẻ đã bắt nạt Dương Quan Quan. Bác Sung Xin không có hứng thú rông dài với Tề Đẳng Nhàn, mục đích anh ta đến thành phố Trung Hải này, chỉ có Từ Ngạo Tuyết. Anh không có tư cách này, cút đi, Từ Ngạo Tuyết lạnh nhạt đáp. Ha ha, hôm nay cần em nhất định phải đi theo tôi, nếu không hậu quả sẽ không chỉ dùng ở bị người khác đánh hay bắt nạt thế này đâu. Bác Sung Xin thấy khuyên bảo không được, lập tức cháy nhà ra mặt chuột. Từ Ngạo Tuyết không nói gì. Bác Sung Xin nói tiếp, cho dù tôi có dùng bạo lực ép em đi, Từ gia cũng sẽ không nói gì, bởi vì giờ em đã chẳng còn đồng nào. Hơn nữa, tôi nghĩ Từ gia nhất định rất vui nếu như làm như vậy, rốt cuộc, bọn họ sẽ nhận được một khoản bồi thường và viện trợ không nhỏ từ tôi. Nếu không, em có thể gọi điện về đế đô hỏi thử xem. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết tức khắc tái nhợt, cô ta hiểu rất rõ, những điều Bác Sung Xin có vẻ đều là sự thật. Đúng là Từ gia sẽ rất vui lòng khi thấy chuyện như vậy. Nếu không phải tập đoàn Từ thị không thể đóng cửa, cô ta đã sớm bị người ta bức chết. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay kéo Từ Ngạo Tuyết tới bên cạnh mình, cười như không cười, hắn hỏi, cậu Park có tình cảm với đôi giày rách của người khác tới mức ấy sao? Park Sung Xin thấy vậy, ánh mắt bừng bừng lửa giận, gần giọng quát, cậu buông cô ấy ra. Đối với anh ta mà nói, Từ Ngạo Tuyết chính là nỗi thương nhớ ngày đêm. Nỗi khao khát từ rất lâu về trước. Hiện tại, nữ thần rơi xuống phàm trần, đúng là anh ta đã bắt được cơ hội có 102, sao có thể để kẻ khác phá hỏng. Nhưng Tề Đẳng Nhàn cũng không hề để ý tới sự uy hiếp của Park Sung Xin, thậm chí còn quá đáng hơn, một tay ôm Từ Ngạo Tuyết vào lòng, sau đó hôn lên. Từ Ngạo Tuyết kinh ngạc, ngẩn hết cả người. Phối hợp chút đi, nếu không tập đoàn Từ thị sẽ bị đóng cửa đó. Tề Đẳng Nhàn cười như không cười. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết tức tới nỗi đỏ bừng, cô ta hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn phối hợp với hắn. Park Sung Xin giống lên một cách không cam lòng, bây giờ nữ thần của anh ta đang ở trong vòng tay người khác, hôn môi cùng người khác, sao anh ta có thể không phát điên? Nhìn nước miếng kìa, còn kéo sợi nữa. Chu Quyên giận dữ nói, làm càn, dám cả gan khiêu khích cậu Park, đúng là muốn chết mà. Tề Đẳng Nhàn tiếp tục vừa làm càn vừa nhìn Park Sung Xin, hắn cười lạnh, nhìn cái gì mà nhìn. Muốn sờ một chút sao?
Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn lập tức thò tay vào trong ngực áo Từ Ngạo Tuyết. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Bác Sung Xin như sắp nứt ra tới nơi, không thể kìm nổi cơn tức. Từ Ngạo Tuyết cũng vô cùng tức giận, cô ta xấu hổ và tức tối muốn chết, nhưng lại chẳng có cách nào chống lại, bởi vì người mà cô ta có thể dựa vào lúc này chỉ có mỗi Tề Đẳng Nhàn mà thôi. Thằng chó này, hôm nay tao nhất định phải chơi chết mày. Bác Sung Xin bị Tề Đẳng Nhàn khiêu khích như vậy thì không thể nhịn được thêm nữa. Anh ta biết được tin Từ Ngạo Tuyết không một xu dính túi, hứng thú bừng bừng chạy đến Hoa Quốc tìm cô ta, hy vọng có thể thông qua thủ đoạn này để có được cô, kết quả lại phát hiện ra có người đã nhanh chân đến trước, sao lại như vậy được. Từ Ngạo Tuyết ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, được thôi, Bác Sung Xin, nếu anh có thể chơi chết anh ta, tôi có thể nghĩ đến việc theo anh đến Hàn Quốc, cho anh cơ hội trở thành người đàn ông của tôi. Bác Sung Xin nghe được lời này của Từ Ngạo Tuyết, anh ta gật đầu lia lịa, duỗi tay túm lấy tay Tề Đẳng Nhàn, anh ta nói, đánh chết tên này cho tôi. Chu Quyên bỗng cả kinh, cậu Bác à, dù sao tên này cũng là kẻ có chút thân phận, giết chết tại đây, chỉ e là không hay. Sợ cái gì, chúng ta thượng tinh chúng ta đến tỉnh Đông Hải đầu tư, bọn họ đều coi chúng ta như trời mà tâng bốc kia mà. Cậu có biết sức ảnh hưởng của Hướng Tinh đối với thị trường quốc tế không? Toàn thế giới có nhiều công ty công nghệ cao như vậy, cũng chỉ có hãng quả táo cắn dở của Mỹ quốc so được với chúng ta thôi. Tên thầu xí nghiệp nhỏ nhoi như mày thì là cái gì chứ? Bác Sung Xin vốn không định để Tề Đẳng Nhàn vào mắt, anh ta đến từ Hàn Quốc, là người của Thượng Tinh, mắt cao hơn đầu, làm gì để ý tới mất thứ đó. Bác Sung Xin cười dữ tợn, tao là khách quý được tỉnh Đông Hải mời đến trong các dịp quan trọng, bây giờ mày quỳ xuống cho tao. Tự phế bỏ cánh tay vừa sờ Ngạo Tuyết kia đi, tao còn có thể suy xét đến việc tha cho mày một mạng. Tề Đẳng Nhàn nhoẻn miệng cười, duỗi tay lại sờ thêm một cái lên ngực Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết tức giận, cô ta rất muốn lên gối, nện cho của quý của hắn tơi bời hoa lá, nhưng cũng cảm thấy Bác Sung Xin thật là đáng kinh tởm, nên cũng chỉ đành nhịn. Mẹ nó cho tôi, đánh chết rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bác Sung Xin giận dữ thét lên. Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên. Hai tên vệ sĩ này đều là võ sư đai đen đã xuất ngũ đến từ Hàn Quốc, đều là cao thủ đứng đầu, vô cùng châu bò. Đo bằng trình độ tê quân do, đều là đai đen lục đẳng. Tề Đẳng Nhàn vô ý buông tay Từ Ngạo Tuyết, trong nháy mắt khi một tên vệ sĩ tiến lên, hắn giơ tay bắn một phát súng. Đoàng! Bụng tên vệ sĩ trúng đạn, lập tức lăn ngã trên mặt đất. Trình độ của gã còn chưa tới mức cảnh giác được nguy hiểm mà tránh để có thể né được viên đạn này. Một cái tên vệ sĩ khác sợ tới mức không dám nhúc nhích, khi Tề Đẳng Nhàn chĩa họng súng về phía mình, gã lập tức giơ hai tay lên đỉnh đầu, làm động tác xin hàng. Bác Sung Xin thấy mọi chuyện diễn ra như vậy cũng ngẩn người, sau đó phá lên cười, dữ tợn nói, tao thấy mày đúng là muốn tìm đường chết rồi, ngang nhiên dám sử dụng súng ống. Tao biết người Hoa Quốc chúng mày là một đất nước cấm súng vô cùng gay gắt, còn quản chế nghiêm khắc hơn đao kiếm hay mã tấu. Mày dám dùng súng với người của tao, vậy thì lúc này không cần tao nói gì, ông trời cũng chẳng thể cứu mày được nữa. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười khinh khỉnh, nhìn tên đàn ông che bụng nằm co ro dưới đất, hắn nói, không đâu, thời thế thay đổi rồi. Tên vệ sĩ kia cảm thấy như ruột gan mình đã nát bươm, co ro như thai nhi trong bụng mẹ. Đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cùng lúc ấy, trong lòng gã ta cũng rất không phục, như vậy thật đúng là không công bằng mà. Tự mình động thủ, đối phương lại dùng súng, cuối cùng còn ném lại cho mình một câu thời thế thay đổi, đúng là khó nuốt. Từ Ngạo Tuyết cũng không tránh khỏi hoảng sợ, không ngờ Tề Đẳng Nhàn to gan lớn mật đến mức ấy, ngang nhiên mang theo súng, lại còn có thật sự dám dùng, nã cho vệ sĩ của Bác Sung Xin một phát. Lần này tuy rằng không đánh chết người, nhưng nhất định cũng bị trọng thương, đến lúc đó, mâu thuẫn này dẫn tới mâu thuẫn hai nước, hắn có thể gánh vác hậu quả lớn như vậy chắc. Chu Quyên cũng tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa, nhanh nhỏ cười nói, cậu chết chắc rồi, lần này không ai cứu được cậu nữa. Vậy mà dám dùng súng ở Hoa Quốc, còn là với cậu Bác nữa. Rong dài cái gì hả, mau quỳ xuống cho ông đấy. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày nhìn về phía Chu Quyên. Lạnh giọng nói. Đối với tên hề nhảy nhót này, hắn đã khó chịu muốn chết từ lâu, còn đứng một bên lải nhải, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chu Quyên bị họng súng chĩa vào, sắc mặt lập tức thay đổi, cô ta nói, cậu dám nổ súng bắn tôi sao?
Tề Đẳng Nhàn lắc họng súng, hắn hất hàm về phía vệ sĩ trên mặt đất, hỏi rằng cô có muốn hỏi tên này mấy câu không không? Chu Quyên lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Bảo cô quỳ xuống, nghe không hiểu tiếng người sao? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày nói. Trông thấy Tề Đẳng Nhàn làm ra tư thế nổ súng, Chu Quyên chịu đựng không nổi nữa, lập tức quỳ rạp ra mặt đất, còn khóc lớn nói cậu Park, cậu nhất định phải giúp tôi hả giận. Park Sung Shin gọi điện thoại, anh ta cười lạnh, trưởng ngành Chu, có cứ việc yên tâm, tôi đang gửi tin nhắn cho lãnh đạo tỉnh Dương Lệnh Quang, một lát nữa ông ta sẽ qua đây. Chu Quyên nghe vậy cũng vênh váo mắng Tề Đẳng Nhàn, lãnh đạo tỉnh sắp tới đây rồi, cậu còn dám làm gì cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn rầu môi với Từ Ngạo Tuyết, hắn nói, không phải cô muốn tát cho cô ta một trận hay sao? Mau lên đi! Từ Ngạo Tuyết ngẩn người, vốn tưởng rằng Tề Đẳng Nhàn sẽ dùng quyền thế để ép buộc Chu Quyên, không ngờ hắn lại dùng cách đơn giản và thô bạo như vậy, dùng súng ép người ta quỳ xuống. Nhưng dù sao cũng có cùng một kết quả, dù sao Chu Quyên bây giờ cũng không đứng dậy được. Từ Ngạo Tuyết đương nhiên không phải loại người không biết ôm thù, nói cách khác, nếu không cô ta cũng chẳng hận Tề Đẳng Nhàn đến mức nghiến răng nghiến lợi như vậy. Vì thế, cô ta cúi người, tiện tay tìm một đôi giày đế bằng trên kia, đi đến trước mặt Chu Quyên. Từ Ngạo Tuyết, cô định làm gì? Nếu như cô dám đụng đến tôi nói cho cô biết, Chu Quyên lắp bắp muốn cảnh cáo. Từ Ngạo Tuyết nói quả không sai, Phượng Hoàng có rụng lông thì vẫn là Phượng Hoàng. Cho nên, cô ta không chờ Chu Quyên kịp nói xong, vung giày đế bằng trong tay lên, vả vào mặt Chu Quyên. Vả trái, vả phải, rồi lại vả phải, vả trái. Từ Ngạo Tuyết như đang đánh bóng bàn, ra tay vô cùng tự nhiên, đế giày va vào mặt Chu Quyên, những âm thanh vui tai vang lên, chẳng bao lâu sau, mặt cô ta toàn là máu, đến cả răng cũng rơi ra. Từ Ngạo Tuyết vẫn tiếp tục dùng giày đánh cô ta, yên lặng đếm trong lòng, đánh được khoảng chừng 20 cái, không nhiều cũng không ít, cô ta ngừng lại. Tôi nói rồi, muốn trả lại cô 20 cái, vậy nên nhất định phải trả lại 20 cái. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh nói. Chu Quyên bị đánh cho gần bất tỉnh nhân sự, đầu óc mơ hồ, có lẽ não đã gặp chấn động, rốt cuộc, dù sao đế giày kia cũng chẳng mềm mại gì, vết đánh nhất định đau hăn nhiều. Chu Quyên sụi lơ trên mặt đất, một câu cũng không nói nên lời, trong lòng thậm chí còn cảm thấy hối hận, vì muốn được Park Sung Shin trọng dụng mà cô ta tích cực làm trò hề, hạ nhục Từ Ngạo Tuyết hết lần này đến lần khác. Từ Ngạo Tuyết đưa chiếc giày đã bị dùng tới mức biến dạng cho nhân viên của hàng, nói rằng, gói lại cho tôi, anh ta trả tiền. Khi nói chuyện, cô ta chỉ tay về phía Tề Đẳng Nhàn, đương nhiên là muốn để hắn đảm đương vai coi tiền như rác. Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không để ý đến mấy vạn này, hắn nhún vai, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Được, đúng là điên mà. Park Sung Shin nhìn thấy Chu Quyên bị đánh thành ra như vậy, mặt mũi cũng không khá khẩm được bao nhiêu, nghiến răng nghiến lợi liên hồi. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát ồn ào, xôn xao náo động cả trung tâm thương mại. Sau đó, một đội ngũ với quy mô khổng lồ lao thẳng vào trung tâm thương mại, đi thẳng về phía cửa hàng này. Người đi phía trước đúng là tỉnh trưởng Dương Lệnh Quang cùng thư ký của mình, hai người đều vô cùng vội vàng, đương nhiên có người đang dùng súng công kích Park Sung Shin. Bọn họ không thể lơ là được. Park Sung Shin cười lạnh, tao không cần để người của nước mình ra tay, tao có thể bảo người của nước mày dạy dỗ mày tới chết. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, được thôi, tao rửa mắt chờ xem, hôm nay mày mà không giết tao được, vậy thì tao sẽ chơi chết mày. Từ Ngạo Tuyết lại bĩu môi, mấy lời này hắn nói bon mồm nhỉ. Park Sung Shin dù sao cũng là người nước ngoài, có thượng tinh chống lưng, hắn dám ra tay với anh ta ư. Cho dù chuyện này có được giải quyết thì cũng chẳng ai được yên thân, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến vấn đề quan hệ quốc tế. Sao lại là cậu hả? Khi trông thấy Tề Đẳng Nhàn, Dương Lệnh Quang cũng cảm thấy dở khóc dở cười, cảm thấy muốn chết đi cho xong. Đây không phải lần đầu tiên Tề Đẳng Nhàn gây hấn với người nước ngoài, ở lần trước Chiêu Thương kêu gọi đầu tư, hắn cũng làm ra một chuyện không nhỏ, nhưng cũng may chuyện này được giải quyết một cách viên mãn. Hiện tại, Tề Đẳng Nhàn lại xảy ra xung đột với Park Sung Shin, người của Thượng Tinh, lại còn đụng đến súng ống, tính chất sự việc có thể lớn hơn lần trước gấp 10 gấp trăm. Tề Đẳng Nhàn gật đầu chào, tỉnh trưởng Dương, ông khỏe chứ? Dương Lệnh Quang tâm nói, không khỏe, ông đây chẳng khỏe chút nào. Nếu cậu mẹ nó bớt gây thù chuốc oán đi một chút,
ông đây mới khỏe được. Trong câu chữ khi nói chuyện, Dương Lệnh Quang vẫn rất coi trọng và biết ơn những gì Tề Đẳng Nhàn mang lại. Dù sao thì chuyện của con ông ta, nếu không phải Tề Đẳng Nhàn khai sáng cho thằng nhóc này, vậy thì con đường làm quan của ông ta cũng đã chẳng bằng phẳng như thế. Thành phố Trung Hải chính là thành phố trực thuộc tỉnh Đông Hải, tỉnh trưởng như ông ta trông thấy sự việc lớn trong địa phận mà mình quản lý, hơn nữa con ông ta cũng có tham gia, khó tránh khỏi sẽ khiến người nghi ngờ ông ta vốn đã biết chuyện này, chẳng qua là đang dung túng cho con cái mà thôi. Tề Tổng, sao lại thế này, sao cậu lại phải động đến súng? Cậu không biết ngài Park đây là khách quý của tỉnh Đông Hải chúng ta sao? Dương Lệnh Quang đen mặt, nói bằng ngữ điệu chất vấn. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, tỉnh trưởng Dương, không phải tôi muốn động đến súng, mà là bọn họ muốn tấn công tôi, nên tôi mới phải dùng súng. Park Sung Shin liền cười lạnh, tấn công mày, mày có chứng cứ gì cơ chứ? Được thôi, cho dù chúng tao đánh mày thật, vậy thì mày được nổ súng chắc. Hoa Quốc là một đất nước nghiêm cấm người dân sử dụng súng ống cơ mà. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói, vì lý do bọn họ tấn công quan chức cấp cao của Hoa Quốc, như vậy đã đủ để dùng súng hay chưa? Tề Đẳng Nhàn vừa nói ra lời này, mọi người đều im bặt, ngay cả Park Sung Shin cũng nhíu mày liên tục. Quan chức cấp cao, đùa cái gì vậy hả? Park Sung Shin hoàn hồn lại, lập tức tỏ vẻ nghi ngờ. Dương Lệnh Quang cũng nhíu mày thật chặt, ho khan một tiếng rồi nói, Tề Tổng, hôm nay cậu cần phải cho tôi một câu trả lời thích đáng. Tề Đẳng Nhàn vươn tay, tìm kiếm ở trong ngực mình, móc ra một tập giấy chứng nhận quân hàm, hắn nói, tôi mặc kệ bọn họ có phải khách quý gì đó hay không, nếu dám chủ động tấn công tôi, vậy thì đó chính là khiêu khích Bộ Quốc phòng của Hoa Quốc chúng ta. Tôi có quyền, thậm chí còn có nghĩa vụ dùng súng tiến hành tự vệ, phản kích. Nói xong lời này hắn lập tức đặt giấy tờ vào trong tay Dương Lệnh Quang. Đám người xung quanh cũng thò đầu qua nhìn, Dương Lệnh Quang vừa mở ra, bọn họ đều lập tức thay đổi sắc mặt, hít sâu một hơi. Dương Lệnh Quang cũng ngẩn tò te, ông ta vỗ đầu mình một cái, mẹ nó, chuẩn tướng của vùng chính trị, địa vị như vậy quả thật là rất lớn, hắn lấy thân phận này từ đâu ra vậy hả? Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc, cô ta quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn. Khó mà tin được hắn có thể leo lên được chức vụ như vậy mà không phát hiện ra động thái nào. Ngài Park, sao ngài lại dung túng thủ hạ của mình tấn công chuẩn tướng Bộ Quốc phòng của Hoa Quốc chúng tôi? Dương Lệnh Quang cũng chỉ biết đen mặt quay sang nhìn Park Sung Shin. Park Sung Shin nghe xong lời này thì cả kinh, hắn nói cái gì? Đùa cái gì vậy chứ? Tên này, là quan chức cấp cao, tướng lĩnh của khu chính trị ư? Dương Lệnh Quang gật đầu nói, không sai. Ngài Park, hành động này của ngài quả thật. Park Sung Shin cũng là người thông minh, gặp qua không ít việc đời, biết lúc này có thể thừa nhận chuyện gì, không thể thừa nhận chuyện gì. Hắn động não một lát, sau đó lập tức mở miệng ngắt lời Dương Lệnh Quang nói, tỉnh trưởng Dương này, đây đều không phải là mệnh lệnh của tôi, mà là ý định của tên vệ sĩ kia, không liên quan gì đến tôi hết. Dương Lệnh Quang cũng cảm thấy đây là kết quả tốt nhất rồi, cho nên cũng không vạch trần Park Sung Shin. Cho dù nói cố, người ta cũng sẽ không nhận. Nói đi, vì sao cậu lại đánh vị quan chức cấp cao của Hoa Quốc này? Park Sung Shin nhìn vệ sĩ của mình, tức giận quát lớn. Ngài Park, chỉ là tôi nhìn cậu ta không vừa mắt mà thôi. Tên ngã trên mặt đất gắng sức mở miệng đáp lại lời anh ta. Park Sung Shin nói, thật sự chỉ là nhìn người ta thấy không vừa mắt thôi sao? Không có thế lực nào khác sau giật dây sau lưng cậu chứ? Vị sĩ nói, không có, tuyệt đối không có, chỉ là tôi thấy cậu ta kiêu căng, cho nên mới ra tay. Hai người này kẻ sướng người họa, hoàn mỹ không tì vết, khiến cho người ta không thể moi ra bất cứ sơ hở nào. Park Sung Shin quay đầu cười nói với Dương Lệnh Quang, tỉnh trưởng Dương, ông nghe rồi chứ, tất cả những chuyện này đều là ý của riêng cậu ta, không có chút liên can gì với Park Sung Shin tôi cả. Dương Lệnh Quang gật đầu nói, nếu đã như vậy. Vậy thì chuyện này không liên quan đến ngài Park. Park Sung Shin thở phào nhẹ nhõm, cũng may Dương Lệnh Quang cũng không muốn truy cứu chuyện này đến cùng, dù sao thì tỉnh Đông Hải cũng vẫn phải ôm được khoản đầu tư của Thượng Tinh bọn họ mà. Tề Tổng, chuyện này không liên quan gì đến ngài Park, cho nên xin cậu đừng để bụng ngài ấy nữa. Dương Lệnh Quang quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn biết chuyện này cũng là do mình quậy mà thành. Dẫu sao thì nếu làm loạn lên, vậy thì chuyện sẽ ảnh hưởng đến giao thương quốc tế, mọi người đều không muốn nhìn thấy cảnh này.
cho nên Tề Đẳng Nhàn cũng không tiếp tục hùng hổ dọa nữa, nếu đổi lại là người khác, hắn nhất định sẽ cho thêm một viên kẹo đồng. Ngài Park, nếu không còn chuyện gì cần nói, vậy phiền ngài đi theo chúng tôi, vệ sĩ này cần phải phối hợp điều tra với chính phủ nước tôi. Dương Lệnh Quang nói. Được, Park Sung xin thoải mái đồng ý. Anh ta đã chịu thiệt, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội trả đũa. Ấy vậy mà Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu, mở miệng nói, người này không thể đi được. Park Sung xin dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, anh ta cười lạnh, cậu còn muốn làm gì? Chuyện khi nãy đã được làm rõ rồi, đó hoàn toàn là ý định của một mình cậu ta, không liên quan gì đến tôi cả. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vừa nãy có phải tôi đã nói rồi không? Cậu không chơi chết tôi được, vậy thì để tôi chơi chết cậu cho. Park Sung xin sửng sốt. Dương Lệnh Quang cũng thay đổi sắc mặt, kinh hãi hô lên, Tề chuẩn tướng, xin đừng làm như vậy. Vừa rồi ông ta còn gọi Tề Đẳng Nhàn là Tề Tổng, bây giờ lại đổi thành Tề chuẩn tướng, có thể thấy ông ta đang cố ý nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn về thân phận đặc thù của hắn, không được phép làm bậy. Nếu không người làm tỉnh trưởng như ông ta cũng chẳng thể giải quyết ổn thỏa, toàn bộ chính phủ Hoa Quốc có khi cũng sẽ phải đau đầu. Tề Đẳng Nhàn lại dắt khẩu súng trở lại thắt lưng mình, hắn cười nói, tỉnh trưởng Dương sốt ruột như vậy làm gì? Tôi cũng không định nổ súng bắt cậu ta mà. Park Sung Shin cười khẩy, vậy thì được, tôi cũng muốn nhìn thử xem tên họ Tề nhà cậu định chơi chết tôi như thế nào. Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía Từ Ngạo Tuyết, cười nói, tôi giúp cô xả giận nhiều như vậy. Tối nay nhất định phải nhanh mồm nhanh miệng một chút. Park Sung Shin nghe được những lời này của Tề Đẳng Nhàn mà tức muốn nổ phổi. Park Sung Shin bị chọc tức liên tục, Từ Ngạo Tuyết cũng chẳng khác gì, trong lòng chửi cha mắng mẹ, tên này đúng là hạ lưu, thấp kém, làm trò cho nhiều người xem như vậy, sao hắn dám nói mấy lời này chứ? Tề Đẳng Nhàn đã lấy điện thoại ra, cười nói với Park Sung Shin, cậu chờ đó, hôm nay ông đây nhất định sẽ chơi chết cậu. Nói xong lời này, hắn gọi một cuộc điện thoại, vừa mở miệng đã dùng ngôn ngữ của Tuyết Quốc, hắn nói, ở đâu thế? Có tiện không, tới đây một chút. Dương Lệnh Quang nghe vậy thì run rẩy, không phải hắn vừa gọi điện cho Bogdanov đấy chứ. Nhưng Bogdanov cũng đã về nước cách đây không lâu, còn là do ông ta đích thân đưa tới sân bay. Nếu không phải Bogdanov, vậy thì hắn đang gọi cho ai chứ? Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ, sư di trường kỹ dĩ chế di, học cái hay của nước ngoài để đối đầu với người nước ngoài. Nếu như Park Sung Shin là khách ngoại quốc, vậy thì đương nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng muốn dùng người nước ngoài để trừng phạt anh ta. Bây giờ thân phận của hắn nhạy cảm, không thể quang minh chính đại ra tay với thằng nhãi Park Sung Shin này, nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn không được tìm người tới đánh. Tất nhiên, người đánh Park Sung Shin cũng phải có địa vị phù hợp. Nếu không Hoa Quốc cũng sẽ vì lợi ích mà thiên vị một bên, hơn nữa bản thân hắn cũng không tự tin đảm bảo được việc này. Park Sung Shin vẫn giữ thái độ kiêu căng ngạo mạn, Tề Đẳng Nhàn nói muốn chơi chết anh ta cũng rửa mắt mong chờ. Nếu không dùng đến bạo lực, anh ta không tin Tề Đẳng Nhàn có thể làm gì với một khách mời ngoại quốc cấp cao như mình. Từ Ngạo Tuyết nhíu mày nhìn Tề Đẳng Nhàn, cô ta nói anh mời ai đến vậy? Hình như cũng không có nhân vật lớn nào ở Tuyết Quốc còn ở lại Trung Hải cả. Tề Đẳng Nhàn nói, đợi chút ngươi chẳng phải sẽ biết hay sao. Park Sung Shin thúc giục, nhanh lên, tôi vẫn đang chờ cậu gọi người tới đây dạy dỗ tôi đó. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng sốt ruột mà. Tuy rằng Park Sung Shin không thể sử dụng thân phận của mình để làm gì Tề Đẳng Nhàn, nhưng anh ta đã hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải khiến hắn mất hết thể diện. Hắn đã nói nhiều như vậy. Nếu như không thể tìm thấy người đánh được anh ta, vậy thì rất mất mặt. Không bao lâu sau, một người ngoại quốc mặc tây trang màu đen, khoảng chừng hơn 60 tuổi với mái tóc hoa râm có mặt ở chỗ này. Ông ta có vóc người gầy gò nhưng khỏe khoắn, cao hơn 1m8, khí chất cũng vào dạng bình thường, nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng ông ta vừa xuất hiện, Từ Ngạo Tuyết đã trợn tròn hai mắt. Vinogradov, Từ Ngạo Tuyết khiếp sợ nói ra tên của người này. Vinogradov, cũng được mệnh danh là một tên trùm khét tiếng bên cạnh Cổ Tân Tư Cơ, tài sản không cách xù như của Cổ Tân Tư Cơ, nhưng thủ đoạn lại âm hiểm ác độc dị thường. Cho dù là tên trùm lớn nhất như Cổ Tân Tư Cơ, khi tiếp xúc với Vinogradov cũng phải cực kỳ cẩn thận, nếu không chú ý sẽ sập bẫy ngay. Đám người đứng đầu Tuyết Quốc có một mối quan hệ chằng chịt, bọn họ so bì với nhau, nhưng lại bắt tay với nhau. Bọn họ thèm muốn tài sản của đối phương.
nhưng lại chung tay chống lại chính phủ Tuyết Quốc. Một giây trước bọn họ còn đao qua kiếm lại, nhưng giây tiếp theo đã bắt tay giảng hòa, uống rượu trò chuyện vui vẻ. Khi trước Từ Ngạo Long dám ngông cuồng như vậy trước mặt Tề Đẳng Nhàn, đó là vì được Vinogradov chống lưng. Ngay cả Từ Ngạo Tuyết cũng không ngờ Vinogradov đã bí mật bay tới Hoa Quốc, hơn nữa hình như còn có giao hẹn bí mật gì đó với Tề Đẳng Nhàn. Ngài Vinogradov, Dương Lệnh Quang cũng lắp ba lắp bắp một hồi lâu, không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại gọi được một người đáng kính sợ như vậy. Bác Sung Sin cũng cả kinh, lẩm bẩm nói, trùng sò khét tiếng của Tuyết Quốc, Vinogradov sao? Vinogradov mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn, ông ta nói, chào cậu nhé, nhị đương gia. Không biết cậu gọi lão già này tới đây vì chuyện gì? Đằng sau Vinogradov vẫn còn mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng, đám người này đều được chọn lựa kỹ càng từ lực lượng quân đội Tuyết Quốc, có thể một chọi trăm, ngàn, đội hình này thậm chí còn hoành tráng hơn Tổng thống xuất ngoại nữa. Ngài Vinogradov, tôi đây cũng đã hết cách rồi, có một tên nhóc xuất thân từ thượng tinh của Hàn Quốc làm trò trước mặt tôi muốn đánh cậu ta một trận, nhưng lại không thể tự ra tay. Tề Đẳng Nhàn cười ngượng. Bác Sung Sin vọt thẳng tới trước mặt Vinogradov, anh ta nói, ngài Vinogradov, xin chào, tôi là người của tập đoàn thượng tinh, Bác Sung Sin. Tôi rất vui khi được gặp ngài ở Hoa Quốc, từ trước đến nay thượng tinh chúng tôi vẫn luôn muốn được hợp tác với ngài. Lần này gặp được ngài, muốn nhờ ngài nể mặt uống với tôi hai ly, nói chuyện vài câu. Muốn tiến vào thị trường Tuyết Quốc, tất nhiên phải được những người đứng đầu đồng ý. Trong đám đứng đầu Tuyết Quốc này, người có ảnh hưởng lớn nhất là Vinogradov. Đừng xem thường người đàn ông này trông có vẻ bình thường, nhưng trên thực tế, ông ta là con cá sấu lớn tung hoành khắp năm châu bốn bể về mảng tài chính. Tại thị trường quốc tế, ông ta thậm chí còn đánh lui được cả Soros khiến người ta nể sợ một thời. Khi trước tiền tệ của Tuyết Quốc có tỷ lệ 1:3,6 so với đồng USD, nhưng sau này trong nước diễn ra vài đợt lạm phát, bây giờ tiền tệ của Tuyết Quốc đã tụt xuống tỷ lệ 1:160 đối với đồng USD, qua những lần sóng gió này, túi tiền của nhân dân Tuyết Quốc bị vét sạch. Chỗ tiền này đều chảy vào túi mấy tay đầu sỏ, có thể hiểu Vinogradov đã có vị thế đáng sợ thế nào ở tầng lớp tư bản. Vinogradov đối xử với mọi người vô cùng thân thiện, nhưng thấy Park Sung Sin tự giới thiệu bản thân, ông ta lại gạt tay anh ta đi, nói rằng, cậu là thứ gì, cậu xứng được nói chuyện với tôi sao? Gọi chủ tịch hội đồng quản trị của thượng tinh tới đây còn chưa chắc đã có được vinh dự đó đâu. Park Sung Sin sửng sốt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng lại nói không nói được lời nào. Đối mặt với một người tai to mặt lớn như Vinogradov, anh ta cũng chẳng là cái thá gì, nếu muốn nói chuyện với ông ta. Vậy thì chỉ có bộ phận CEO của thượng tinh mới có thân phận phù hợp. Trời ạ, rốt cuộc người này có bao nhiêu mối quan hệ ở Tuyết Quốc vậy chứ hả? Dương Lệnh Quang nhìn cảnh tượng trước mắt mà líu cả lưỡi. Nếu sớm biết Tề Đẳng Nhàn châu bò như vậy thì ông ta còn kêu gọi đầu tư bên ngoài làm gì cơ chứ? Cứ dứt khoát ôm đùi hắn, ngày lễ ngày Tết không thiếu quà cáp, kết giao bằng hữu không phải tốt hơn xa ớt. Thật con mẹ nó đúng là bỏ gần tìm xa mà. Từ Ngạo Tuyết mím môi, khó trách kế hoạch của Từ gia lại sôi hỏng bỏng không dễ dàng như vậy, thì ra Tề Đẳng Nhàn có mạng lưới quan hệ lớn như vậy ở Tuyết Quốc. Nho lão à, tên này chọc tức tôi, ông xem mà làm nhé. Tề Đẳng Nhàn chỉ tay về phía Park Sung Sin mà ra lệnh nói. Vinogradov lập tức híp mắt lại, ánh mắt lạnh như băng, khí chất đột ngột thay đổi, khiến cho mọi người đều cảm thấy căng thẳng. Không hổ là kẻ nắm giữ quyền sinh sát ở Tuyết Quốc. Khí chất này không phải thứ người mình thường có thể đạt được. Park Sung Sin cũng lạnh hết cả sống lưng, khiếp sợ thét lên, ngài Vinogradov, tôi và ngài không oán không thù, hơn nữa tôi cũng là người của thượng tinh, ông muốn đụng đến tôi thì phải suy xét cho cẩn thận đó. Vinogradov cười khẩy, ông ta nói, những hạng mục mà thượng tinh triển khai ở Tuyết Quốc gần đây đều là do tôi mở miệng chấp thuận, cậu là cái thá gì mà dám lấy thượng tinh ra dọa tôi. Cho dù tôi không định đánh cậu, cũng phải dạy dỗ cậu một phen vì đã nói ra mấy lần này. Nếu cảm thấy khó chịu thì cáo trạng đi, để tôi xem thượng tinh có vì cậu mà trở mặt với tôi không. Park Sung Sin vội vàng nói, ngài Vinogradov, tôi, vừa nãy cậu ta xưng hô với ngài một cách vô lễ như vậy, còn tôi trước giờ vẫn cung kính ngài hà tất phải. Vinogradov cười nói, nếu dịch họ của tôi sang tiếng Hoa thì đúng là quả nho mà. Nhị đương gia xưng hô với tôi như vậy, tôi cảm thấy rất thân thiết,
liên quan chó gì đến cậu. Nói xong lời này, ông ta giáng cho Park Sung Shin một cái bạt tai. Đám quan chức của tỉnh Đông Hải đứng xung quanh trợn mắt há mồm, nói không nên lời, trong lòng chỉ còn lại hai từ kinh sợ. Dương Lệnh Quang vội vàng nói, ngài Vinogradov, dù sao ngài Park cũng là khách quý của tỉnh Đông Hải chúng tôi. Vinogradov nói, cậu ta thì là khách quý còn tôi thì không à. 40% khí thiên nhiên của tỉnh Đông Hải các người, đều xuất phát từ tuyết quốc chúng ta đó. Vừa dứt lời, ông ta lại vung tay lên, bảo đám vệ sĩ tiến về phía này, vây quanh Park Sung Shin, nhàn nhạt nói, đánh cho tôi. Park Sung Shin cũng không biết tên vệ sĩ nào ra tay trước, hất mạnh con dao trong tay anh ta rơi xuống đất, sau đó dùng đôi chân to nặng của mình dẫm lên nó, không cho anh ta cả cơ hội để thở. Park Sung Shin đường đường là một thiếu gia của tập đoàn Thượng Tinh, vậy mà lại bị một đám người thô bạo vây quanh, dẫm đạp, đây là trò đùa gì vậy chứ? Tỉnh trưởng Dương mau cứu tôi, Park Sung Shin kêu lên thảm thiết, đã bị đánh cho vỡ đầu chảy máu. Dương Lệnh Quang đen mặt giảng hòa, ngài Vinogradov, nơi này dù sao cũng là Hoa Quốc, tuy rằng ngài cũng là khách quý của chúng tôi, nhưng nếu như ra tay đánh người trên địa bàn Hoa Quốc chúng tôi chính là không tôn trọng pháp luật của chúng tôi. Vinogradov lại làm như không hề nghe thấy, chỉ hướng ánh mắt về phía Tề Đảng Nhàn. Lúc này Tề Đảng Nhàn cũng nhoẻn miệng cười, hắn cũng không muốn khiến Dương Lệnh Quang rơi vào thế khó liền nói, nho lão à, thôi bỏ đi vậy. Lúc này Vinogradov mới giơ tay lên, bảo thủ hạ của mình lui ra. Dương Lệnh Quang cảm thấy dở khóc dở cười, cho dù ông ta là tỉnh thưởng của Đông Hải, nhưng lời nói lại chẳng có sức nặng bằng Tề Đảng Nhàn. Hừ hừ hừ, Park Sung Shin nằm trên mặt đất che đi bụng mình, gặp người thành con tôm, run rẩy liên hồi. Vị đại thiếu gia của Thượng Tinh khi nãy vẫn còn kiêu căng ngạo mạn, nhưng bây giờ trên người chỗ nào cũng có dấu chân, dáng vẻ chật vậy này khiến cho người ta vừa thấy nực cười lại vừa thấy đáng thương. Vinogradov thở dài nói, trẻ người non dạ, lần sau ra đường nhớ đừng có cản rỡ như vậy, nếu không thì còn phải ăn đòn dài dài. Park Sung Shin cả giận nói, Vinogradov, ông quá vô lễ. Vinogradov lại thở ơ đáp, hoan nghênh tới tìm tôi gây phiền phức, nhưng hy vọng cậu có thể chịu được hậu quả của việc đó. Nghe được lời này, Park Sung Shin cũng run bần bật. Thượng Tinh vừa mở được một vài chi nhánh ở Tuyết Quốc, đảm nhiệm một cơ sở xây dựng trạm tín hiệu của Tuyết Quốc, hơn nữa sau này còn định mở rất nhiều nhà xưởng, từng bước tiến vào thị trường Tuyết Quốc. Nếu như anh ta chọc giận Vinogradov, vậy thì đối phương chỉ cần phất tay một cái, đuổi cổ Thượng Tinh khỏi Tuyết Quốc, vậy thì có lẽ anh ta sẽ bị người của Thượng Tinh bóp chết. Thượng Tinh có thể coi là một tập đoàn công nghệ nổi tiếng hàng đầu thế giới, quốc gia nào cũng ước ao bọn họ tới đầu tư, nhưng Tuyết Quốc lại không như vậy, điều này xuất phát từ văn hóa dân tộc của bọn họ, một lời không hợp thì sẽ động tay động chân ngay. Vinogradov là một kẻ giàu hoạt, đương nhiên sẽ không để một tên tép siêu như Park Sung Shin uy hiếp, trong mắt ông ta, đây chỉ là một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch, không đáng nhắc tới. Hôm nay có tỉnh trưởng Dương ở đây, nếu không tao nhất định phải để nho lão đánh chết mày. Tề Đảng Nhàn cười tủm tỉm nói với Park Sung Shin. Sắc mặt Park Sung Shin đen nhẻm, tức không chịu nổi, cay cú mà chẳng làm được gì. Bản thân là khách ngoại quốc, nhưng Tề Đảng Nhàn mời tới người đáng sợ hơn, có tiếng nói hơn. Nếu như anh ta tiếp tục tỏ ra thượng đẳng, có lẽ sẽ thật sự bị Vinogradov đánh chết. Park Sung Shin không dám nói lời nào, ủ rột cúi đầu. Cút đi, còn ở lại để người ta mời cơm à. Nhớ cho kỹ, Từ Ngạo Tuyết không phải người mà loại rác rưởi như mày có thể động vào, cô ấy bây giờ thuộc về tôi. Tề Đảng Nhàn đút hai tay vào túi quần, đứng nhìn Park Sung Shin đang nằm vật vã dưới đất, tuyên bố một lời cuối cùng. Park Sung Shin bò dậy, không nói hai lời mà bỏ đi mất dạng. Ngài Park à, chuyện hôm nay tôi xin chân thành tạ lỗi, nhưng người đánh ngài lại là Vinogradov. Dương Lệnh Quang cũng xoay người đuổi theo, thấp giọng giải thích với Park Sung Shin. So với Park Sung Shin, Vinogradov rõ ràng là kẻ không thể đắc tội hơn cả, có lẽ tiền của người ta không nhiều bằng tiền của Thượng Tinh, nhưng sức ảnh hưởng của người ta rất đáng sợ đó. Bây giờ Hoa Quốc và Tuyết Quốc có hợp tác vì lợi ích, gần như đều phải tiếp xúc với mấy ông trùm này, bất kể người nào cũng không được đắc tội. Ví dụ như chiến cơ kiểu mới FF-199 của Hoa Quốc. Linh kiện lắp ráp của bọn họ hầu hết đều được nhập khẩu từ Tuyết Quốc. Nếu như đắc tội trùm sò, vậy thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, không cá nhân nào bù đắp được.
Nhị nương gia, tôi còn tưởng cậu gặp phải chuyện lớn gì nữa chứ, cuối cùng chỉ là chuyện còn con này thôi à. Dạy dỗ một thằng nhóc phát mũi chưa sạch mà cũng để lão già này phải ra tay sao? Vinogradov tỏ vẻ bất mãn với Tề Đẳng Nhàn. Ông ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn gọi mình tới đây chẳng khác nào dùng dao mổ trâu để giết gà. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười bảo, người ta là khách quý ngoại quốc, tôi không động thủ được, nếu không đã vặt đầu tên đó rồi. Vinogradov nói, tôi không nghi ngờ cậu không có năng lực này, dù sao cha của cậu cũng đã khiến tôi mở mang tầm mắt. Vinogradov đương nhiên đã từng gặp Tề Bất Ngữ, còn bị ông làm cho thán phục. Tôi rất tò mò, rốt cuộc Tề Đẳng Nhàn đã đả động ngài bằng cách nào, sao ngài lại quay lưng với Tử Gia? Nếu Tử Gia bắt tay chống lại Cổ Tân Tư Cơ, tôi nghĩ chuyện này đối với ngài Vinogradov mà nói chắc chắn là một món hời lớn. Hơn nữa, Cổ Tân Tư Cơ chi ra 50 tỷ USD, có lẽ ông ta sẽ gặp khó về mặt tài chính, đây rõ ràng là cơ hội ngàn năm có một mà. Từ Ngạo Tuyết đột nhiên mở miệng, cô ta nói bằng ngoại ngữ tiêu chuẩn, có vẻ trình độ hơi kém hơn Trần Ngư đôi chút, nhưng cũng không nghe ra lỗi phát âm nào. Vinogradov nhàn nhạt nói, cô gái nhỏ à, cô chính là Từ Ngạo Tuyết của Từ gia kia sao? Tôi từng nghe về câu chuyện của cô, rất ghê gớm, nhưng dù sao cũng vẫn còn non nớt. Thứ Từ gia có thể cho tôi, nhị đương gia cũng có thể. Nhưng thứ nhị đương gia có thể cho tôi, Từ gia chưa chắc đã đưa ra được. Từ Ngạo Tuyết hỏi, ngài có thể đưa ra ví dụ không? Vinogradov nói, ví dụ như cái mạng già này của tôi, nếu không nhờ ông Tề Bất Ngữ ra tay cứu giúp, e rằng tôi đã bị đám tạp chủng KGB kia làm thịt cả trăm lần rồi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cha mình cũng thật là đáng nể, mất tích mấy năm nay, thì ra là chạy đến nơi khổ hàn như Tuyết Quốc, thậm chí còn kết duyên với ông trùm lớn Vinogradov này. Từ Ngạo Tuyết nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Uống với nhau vài ly nhé. Vinogradov mỉm cười kéo tay Tề Đẳng Nhàn. Được thôi, uống vài ly nào. Tề Đẳng Nhàn nghĩ một lát, không hề từ chối. Vừa chuẩn bị ra ngoài, con trai của Vương Vạn Kim Vương Đông cũng thong dong bước tới. Cửa hàng trưởng đã bị dọa cho sợ mất mật, nhìn thấy Vương Đông thì càng hoảng hốt hơn. Đóng cửa hàng này đi, tôi không thích cửa hàng trưởng ở đây. Tề Đẳng Nhàn nhẹ giọng sai bảo. Vâng thưa Tề Tổng. Vương Đông thấp giọng nói. Sau đó cậu ta khiếp sợ nhìn Từ Ngạo Tuyết bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, trong lòng chỉ còn lại sự thán phục. Tề Đẳng Nhàn là người đàn ông có thể thu phục cả người phụ nữ như Từ Ngạo Tuyết, về sau nhà họ Vương nhất định phải ôm chặt cái đùi này. Tề Đẳng Nhàn đưa Vinogradov đến quán rượu của Diệp Phong, sau đó còn bảo Diệp Phong gọi điện cho Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn đương nhiên hiểu chuyện, vừa nghe điện thoại đã điều mấy em gái người lai lần trước phục vụ Tề Đẳng Nhàn tới đây. Hơn nữa, hai người uống rượu với Tề Đẳng Nhàn, ông ta còn chưa đụng đến dù chỉ là một sợi tóc, trong khoảng thời gian này, ông ta bỏ tiền nuôi bọn họ không phải đi làm mà lương vẫn đều đặn. Từ Ngạo Tuyết đám người trước mắt, cô ta vô cùng chán ghét, đặc biệt là trong bầu không khí toàn mùi thuốc lá này, cô ta cảm thấy rất buồn nôn. Trương Nhu trông thấy bên cạnh Tề Đẳng Nhàn lại có thêm một mỹ nhân chim sa cá lặn, sắc mặt cũng trở nên suy sụp. Không nhịn được mà thầm nguyền rủa, tên đàn ông thúi, chúc anh liệt dương cả đời. Cô ra ngồi bên kia đi, tôi muốn hai em gái này ở với tôi trước. Tề Đẳng Nhàn cười nói, để hai cô gái người lai kia ngồi xuống bên cạnh mình. Đương nhiên Từ Ngạo Tuyết chỉ nhìn đám dung chi tục phấn này bằng nửa con mắt, thầm nghĩ phẩm vị của tên rác rưởi Tề Đẳng Nhàn này cũng chẳng đâu vào đâu. Đương nhiên hai người đẹp lai hiểu rất rõ, bản thân có thể có địa vị đặc biệt trong số thuộc hạ của Mã Hồng Tuấn. Đều nhờ Tề Đẳng Nhàn. Cho nên sau khi hai người nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đã đối xử với hắn vô cùng nhiệt tình, dựa dẫm ôm ấp, liên tục kính rượu hắn. Ngài cũng là người Tuyết Quốc sao? Qua, vậy chúng ta là đồng hương đấy. Sau khi nghe thấy khẩu âm Tuyết Quốc chính gốc của Vinogradov, một nhóm con gái người lai lập tức trở nên hưng phấn, kính hắn liên tiếp hai chén rượu. Tề Đẳng Nhàn cười nói, lão Bồ Đào chính là danh nhân lớn của Tuyết Quốc các người. Uống hai ly với anh ta, một khi anh ta vui vẻ, nói không chừng ngày mai các người sẽ trở nên giàu có đấy, thậm chí còn có thể trở thành ngôi sao lớn. Vinogradov muốn nâng đỡ cho một cô gái nổi tiếng, đó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Cho dù cô ấy ngũ âm không chuẩn cũng có thể trở thành một ca sĩ nổi danh ở Tuyết Quốc. Đây chính là thực lực của trùm đứng đầu Tuyết Quốc, bọn họ ở đất nước này chính là sự tồn tại có thể hô phong hoán vũ.
Mã Hồng Tuấn cụng ly với Tề Đẳng Nhàn, cười nói, Tề Tổng, hai em gái này ngày đêm mong nhớ anh, tôi giúp anh chăm sóc bọn họ rất cẩn thận, vẫn chưa nỡ để bọn họ đi làm. Tề Đẳng Nhàn chỉ mỉm cười, loại chuyện thế này hắn không rảnh trả lời, tránh gây ra hiểu lầm. Từ Ngạo Tuyết ngồi bên cạnh nghe thấy vậy xì mũi coi thường, trong lòng cô ta cảm thấy rất ghê tởm, Tề Đẳng Nhàn chạm vào loại phụ nữ như vậy, lại chạm vào bản thân mình, vừa nghĩ đến đã buồn nôn. Hiện tại tôi có tân sủng rồi, Từ Tổng, qua đây kính mọi người một ly nào. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm, nói. Từ Ngạo Tuyết không động đậy. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện của tập đoàn Từ Thị. Từ Ngạo Tuyết ngoan ngoãn cầm ly rượu lên, lạnh lùng nói, tôi kính mọi người một ly. Mọi người đang ngồi đây đều biết thân phận và địa vị của Từ Ngạo Tuyết, thấy cô ta nghênh mặt kính rượu cũng không ai để ý. Dù sao từ một thiên chi kiêu nữ cao cao tại thượng biến thành tù nhân của Tề Đẳng Nhàn, rất khó để vượt qua khúc mắc trong lòng. Tề Tổng, anh cũng nên thường xuyên đến chơi với chúng em thật sự rất chán. Em gái người lai chân dài bên trái Tề Đẳng Nhàn nhũng nhịu nói. Đúng vậy, mỗi ngày chúng em đều nhớ Tề Tổng, nhưng không thấy anh liên hệ với chúng em. Hôm nay Mã Tổng gọi chúng em đến, chúng em vui muốn chết luôn. Em gái người lai ngực to bên phải cũng phụ họa theo. Từ Ngạo Tuyết cười lạnh, nói các cô còn chưa chết mà. Vẻ mặt hai em gái lập tức trở nên khó coi hơn, em gái chân dài không vui nói, cô hất mặt lên cho ai nhìn đấy. Nếu không phải mọi người thấy cô được Tề Tổng đưa đến thì đã đuổi cô ra ngoài từ lâu rồi. Em gái ngực to nói, đúng vậy, tưởng bản thân là ai chứ? Cô có gì đặc biệt, nói ra nghe thử xem. Từ Ngạo Tuyết giận tím mặt, bản thân hiện tại không phải là hổ xuống đồng bằng nữa, mà đã trở thành rác rưởi bị người ta dẫm đạp rồi, ngay cả hai gái tiếp rượu cũng dám xem thường cô ta. Cuộc đời Từ Tổng cho dù bị đạp xuống bùn nhơ, vẫn có thể nở ra một đóa hoa đuôi chó. Các cô không nên xem thường Từ Tổng, trước kia người ta nói sao cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió đấy. Tề Đẳng Nhàn như cười như không nói. Vinogradov cười ha hả xem tất cả mọi chuyện, anh ta chơi đùa với hai em gái đang tiếp rượu mình, nhưng ánh mắt lại thường xuyên nhìn Từ Ngạo Tuyết. Một lát sau, anh ta nói với Tề Đẳng Nhàn, nhị đương gia, ở tuyết quốc của chúng tôi, có không ít nhân vật lớn đã thất bại trên người của đàn bà. Cho dù là ông trùm cũng vì bị phụ nữ đánh cắp cơ mật, sau đó dẫn đến binh bại như núi lở. Loại chuyện giống như thế, tôi không muốn nhìn thấy nó xảy ra với anh. Hiển nhiên là Vinogradov đang nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn, Từ Ngạo Tuyết cực kỳ nguy hiểm, nên cảnh giác với cô ta. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm đi. Quán ba đột nhiên vang lên tiếng đàn tranh. Tề Đẳng Nhàn không khỏi tò mò quay đầu lại nhìn, nhìn thấy trên sân khấu chỉ có một người con gái, cô ta mặc một bộ quần áo rất bình thường và đơn giản, đang gảy đàn. Ôi, người tiểu tĩnh gọi đến, gãy cổ tranh rất hay đấy. Quán bar của chúng tôi không thích hợp với không khí nhảy nhót, cho nên mỗi ngày đều mời cô ta đến đánh đàn, trả lương theo giờ. Diệp Phong thấy Tề Đẳng Nhàn tò mò nên tự giác giải thích. Cô gái trên sân khấu mặc một bộ quần áo bình thường, dung mạo thậm chí không quá mức siêu phàm thoát tục, nhưng lại vô thức khiến cho người khác có loại cảm giác vừa yên tĩnh xa cách vừa bình yên thoải mái. Ngắm cô ta, giống như đang ngắm một hồ nước xuân tĩnh lặng. Tề Đẳng Nhàn cau mày. Nói, hình như có hơi quen mắt. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói, cô ta là kỳ thủ chuyên nghiệp bậc ba của nước tôi, Triệu Hồng Nê. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe thấy cái tên này, hắn hơi ngạc nhiên, nói, cư nhiên là cô ta, người nhà họ Triệu. Triệu Hồng Nê, xuất thân từ nhà họ Triệu ở Đế Đô, chẳng qua là cô ta xảy ra xung đột với gia tộc, dường như là do lý tưởng không hợp nhau. Vì vậy nên cô ta đã chủ động rời khỏi nhà họ Triệu. Sông pha mất một năm mới trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp. Muốn trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp ở Hoa Quốc rất khó khăn, có thể nói là khó như lên trời, hàng năm cả nước tiến hành chọn lựa nhưng cũng chỉ chọn được vài người mà thôi. Triệu Hồng Nê là một người phụ nữ, có thể trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, không cần nghĩ cũng biết cô ta tài giỏi như thế nào. Hả, cô ta có lại lịch như vậy à, tôi thật sự không ngờ đấy. Diệp Phong ngạc nhiên, nói. Tiểu Diệp Tử. Quán ba này của anh đúng là hồ cạn nhiều rùa. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Trương Nhu hết vui, cô ta đặt ly rượu thật mạnh lên bàn, nói, Tề Tổng, anh nói ai là rùa. Diệp Phong vội vàng ngăn cản, nhị đương gia, em gái này của tôi nói chuyện khó nghe, anh đừng để bụng nhé.
Tề Đẳng Nhàn đương nhiên sẽ không tính toán với Trương Nhu, cô nàng này chính là một hũ dấm chua, nhưng mà cô ta sẽ không bao giờ chiếm được người đàn ông họ Tề như ngọn gió đó. M Nhạc rất êm tai, cô gái này vừa nhìn đã biết là một người có cơ sở tri thức, rất mỹ lệ. Vinogradov hơi say mê nói, bàn tay có tiết tấu vuốt ve đùi đẹp của em gái ngồi bên cạnh. Tề Đẳng Nhàn nói, có phải Triệu Hồng Nê có một chị gái, tên là Triệu Hồng Tụ đúng không? Từ Ngạo Tuyết nhìn chén rượu, không nói gì. Đang hỏi cô đấy, Tề Đẳng Nhàn vỗ bàn, dọa Từ Ngạo Tuyết hoảng sợ. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đúng vậy, Triệu Hồng Tụ, sao vậy, anh muốn chọc ghẹo cô ta sao? Tôi rất muốn xem thử. Tề Đẳng Nhàn nói, Triệu Hồng Tụ được xưng là, trời phạt, của nhà họ Triệu, là vũ khí bí mật cuối cùng của nhà họ Triệu. Nghe nói thực lực của cô ấy còn trên Triệu Biện Tử phải không? Từ Ngạo Tuyết nghiêm túc nói, phải. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nói, vậy tôi phải trêu chọc Triệu Hồng Nê một chút mới được. Sau khi nói xong câu này, hắn bưng ly rượu đứng lên sân khấu, đợi Triệu Hồng Nê đàn xong khúc nhạc này. Hai em gái người Lai bĩu môi ghen tị, quyết tâm khi trở về phải luyện đàn, tranh thủ tinh thông một tài nghệ. Sau khi Triệu Hồng Nê đàn xong một khúc, cô ta cất đàn đi sau đó xuống sân khấu. Lục Nghị Tân phôi tử. Hồng Nê tiểu hỏa lô, vãn lai thiên dục tuyết, năng ẩm nhất bôi vô, rượu Lục Nghị mới chế cất, cái lò nhỏ làm bằng gạch đỏ. Tôi tới nơi trời muốn xuống tuyết, uống một ly rượu trăng. Tề Đẳng Nhàn bưng ly rượu, khoe khoang lả lơi cười với Triệu Hồng Nê. Từ Ngạo Tuyết ngồi đằng xa nhìn thấy, cô ta chỉ cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân có thể đào một cái lỗ trên mặt đất, có thể đừng lả lơi như vậy không? Thật quá ghê tởm. Triệu Hồng Nê mỉm cười với Tề Đẳng Nhàn. Cô ta nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hết rồi, hẹn gặp lại. Triệu Hồng Nê vứt ly đi, xoay người đi tới quầy ba. Nhân viên quầy ba thấy cô ta bước đến, lập tức lấy 300 đồng đưa cho cô ta. Tề Đẳng Nhàn đuổi theo, nói, này, uống hai ly, nói chuyện với nhau có được không? Triệu Hồng Nê nói, anh có ý đồ bất chính, tôi không muốn nói chuyện phiếm với anh. Sau khi nói xong, cô ta đeo đàn tranh lên lưng rồi rời khỏi quán bar. Đám người Diệp Phong đã thấy hết tất cả đám che miệng cười trộm, thấy Tề Đẳng Nhàn chịu thiệt chắc chắn là chuyện thú vị nhất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.